phải rồi. Không, nhưng mà càng nó vẫn lâu. Cái ngày càng nhỏ đi. Màu nào, chất vải gì mới được nha chị ơi. Nhà em nhiều lắm, làm sao biết chị lấy cái nào. Vui lòng nói rõ cho em, chị muốn mua cái gì, chất gì. Dạ em chào các chị, em chào chị Phạm Chi. Trời ơi các chị ơi, chị muốn may áo kiểu gì vậy, sao giống bơi vậy. Quá trời quá đất bơi luôn. Đúng gọi là bơi luôn á. Liền không thì quần áo mặc kiểu này là không được rồi. Đồng phục hôm vừa rồi chị lấy thêm đúng không chị? Lại tổ phục không còn. Giá 150 ngàn một vẻ, chị nào lấy comment giúp em vẻ áo mẫu mặc ạ. Đơn hôm qua bên em chưa chốt nha chị ạ. Trông vải áo mẫu mặc Lê Phương Lan vải áo mẫu mặc
riêng vẻ mẫu mặc. Các chị ơi, các chị ơi, các chị à, có muốn mua hàng hot hit không nè? Chia sẻ live stream cho em một lần trong hội nhóm, một lần trên trang cá nhân ở chế độ công khai cho em nha các chị nhá. Thôi tốt nhá, chúng ta nóng quá là chúng ta cứ phải cột tóc lên mà chúng ta mới xử được này nè. Ủa cái con khác hôm qua về, hôm qua trẻ hết chưa? Thêm bùi vẹo, mẫu mặc vẹo, mẫu mặc giá 150 ngàn nha chị ơi. Vẹo em mặc giá 150 các chị ơi. Hồi trước ấy, em có mặc một bộ này này các chị. Trước em có mặc một bộ này nhưng mà hồi đấy em mặc là màu hồng phấn. Nha, hồi đấy em mặc là màu hồng phấn, còn bây giờ là màu cỏ úa đấy các chị ơi. Chia sẻ live stream cho em một lần trong hội nhóm, một lần trên trang cá nhân ở chế độ công khai cho em nha các chị ơi. Đấy, cứ đầu like, không chịu vô cắn dạ, xeo. Ok chị, đến khi quần khi bên em chốt đơn các bạn sẽ cắt quần cho mình. Thì chị nói là chị lấy set thì đắm set cho chị thôi chứ tại sao lại như vậy? Em chưa biết cái vải, quần nó vải gì còn. Quần ở dưới đằng sau lụa rep nhà mình thiếu gì? Đấy, cứ không chịu vô like, giàu like. Xong rồi là không mua được hàng hot hit. Rồi lại bảo Tú ơi, sao mà chị không mua được hàng. Ôi giời ơi. Lê Thị Thái Tú xếp mẫu mặc, Thu Phạm một xếp mẫu mặc. Cô ca vẽ mẫu mặc. Dạ ok chị Dương Hoàng. Xếp mẫu mặc nè các chị nhìn thấy cái gì đây không? Này các chị cần gì phải đi đâu xe vời vợi đâu các chị này. Đó trời ơi, cũng có 100.000 thôi, rất là đẹp luôn. Vải mặc em nói với các chị là siêu luôn, siêu đẹp luôn các chị ơi. Trang Lê vải áo mẫu mặc. Các chị cho em thêm một, xin thêm một lượt chia sẻ live stream nữa này. Hồng phấn 50.000 một áo. Các chị ơi, hồng phấn 50.000 một áo cho em. Vân Vân xếp mẫu mặc. Dương Vân xếp mẫu mặc. Hồng phấn cho em 50.000 một áo này, không tương tác là không mua được hàng này. Dạ em cảm ơn chị Hồ Bích. Phương Dung xếp mẫu mặc. Này các chị. Các chị nhìn cho em rõ nha, em bấm cửa xuống cho nó cái màu cho nó cho các chị nhìn cho nó đỡ bị chói nha các chị nha. Thu Hương Mai xếp mẫu mặc. Lại Hải xếp mẫu mặc. Ai để đồ ở ngoài kia? Kia kìa. Bỏ cái đó cất vào một chỗ. Cái đó ai kia dọn dẹp ở đấy đấy. Cầm cái đó cất đi cho chị. Phương Khuất xếp mẫu mặc. Các chị ơi, các chị nhìn kỹ cho em này. Chị nhìn rõ chưa? Dạ yeah, ok chị Lê Phương Lan. Nhưng mà chị Lê Phương Lan thôi, em nói nghe nè. Bây giờ các chị để em 3 phút để em nói với các chị nha. Cái quần của em mặc á, các chị, cái quần của em mặc á, thực tế nó là chất vải siêu diamond nha. Nó là siêu diamond. Bây giờ em chốt cho các chị, em lấy cho các chị lụa ngọc trai nhà em cũng chỉ có giá 100 ngàn mà các chị mặc dày dặn và đẹp hơn rất là nhiều luôn. Số lượng quần chúng sẽ xếp là bao nhiêu thì lấy ra tí nếu mà thiếu là làm ra 6 mình chắc nha. Ta đã ghi xếp rất là rõ ràng rồi. Các chị ơi, các chị em lấy cho các chị quần này các chị mặc đẹp hơn cái quần của em mặc luôn. Vì cái quần của em là em tận dụng cái quần cũ ở trước của siêu diamond ấy. Bây giờ em không còn bán siêu diamond cho các chị nữa. Cho nên là em lấy cái quần này cho các chị bằng lụa ngọc trai. Nhưng mà em xin hỏi các chị này, đợt vừa rồi các chị nhận lụa ngọc trai thì em có đẹp hơn đợt đầu tiên không? Cực kỳ đẹp luôn.
mà giá có 100.000, 2m khổ 1m6 thôi các chị. Này, đẹp cực kỳ luôn, dày mềm mượt, đẹp tuyệt vời luôn. Chốt đơn cho em nha các chị nha. Lại Hải xét mẫu mặc, Thư Bùi xét mẫu mặc. Đưa Hồng Phấn lên đây nào. Nguyễn Hiếu xét mẫu mặc. Thiên Mỹ Nguyên Hồng Phấn hai áo, Nguyễn Lương Hồng Phấn, Oanh Kim Hồng Phấn, Mộng Nguyễn Thúy Phạm Hồng Phấn, Maria Bình Hồng Phấn, Trinh Lê Hồng Phấn, không cắt xong thì các bạn Trang Huynh Hồng Phấn, Nguyễn Kim Yến Hồng Phấn, Nguyễn Thị Kim Phương Hồng Phấn, Đan Lê Hồng Phấn, Kiều Trinh Hồng Phấn, Phương Bích Vũ Hồng Phấn, Lam Phương Hồng Phấn, Tiên Anh Hồng Phấn, Trinh Lê thêm một Hồng Phấn nữa, Phương Phạm Hồng Phấn, Giang Phạm Hồng Phấn, Tạ Dung Hồng Phấn, Phương Tạ Hồng Phấn. Các chị ơi, chỉ có 50.000 một áo thôi. Chỉ có 50.000 một áo thôi, các chị có lấy không? Nhớ nha, nếu các chị mua vải này mà các chị chỉ mua vải này không thì vui lòng thanh toán phí ship cho bên em, để bên em trả cho bên đơn vị vận chuyển nha. Hàng này em thật lòng với các chị luôn, là trên đời này chắc chắn là không có chuyện phí ship đâu các chị. Không bao giờ có phí ship bao giờ hết á các chị ơi. Thanh Thủy Hồng Phấn hai áo, Quỳnh Hương Hồng Phấn, Mỹ Dung Hồng Phấn hai áo, Bích Ngọc Hồng Phấn, Phương Bích Vũ Hồng Phấn, Lê Thi Hồng Phấn, Phương Mai Hồng Phấn, Trang Phạm Hồng Phấn, Trang Nguyễn Hồng Phấn, Châu Diễm Hồng Phấn, Trần Diên Khang Hồng Phấn, Hồng Vi Hồng Phấn, Kim Kim Hồng Phấn hai áo, Trương Hương Hồng Phấn, Thiên An Hồng Phấn, Liên Trần Hồng Phấn. Chốt đi các chị. Chốt ngay mà liền, không là hết tiền luôn phấn. Các chị ơi, Hồng Vân Hồng Phấn, Emmy Thúy Mai Hồng Phấn, Nhà Mai Quỳnh Hoa Hồng Phấn, Phương Phạm và Hồng Phấn, Lâm Hằng Hồng Phấn, Nhung Trương Hồng Phấn, Thanh Hằng Hồng Phấn, Thùy Linh Ngô Hồng Phấn, Lê Thi thêm một Hồng Phấn, Thị Nguyễn Hồng Phấn, Quỳnh Hương Hồng Phấn, Thu Nguyễn Hồng Phấn, Thiện Thiên Hồng Phấn, Trâm Trần Hồng Phấn, Lan Hoàng Hai Hồng Phấn, Maria Bình thêm một Hồng Phấn, Quỳnh Hương Hồng Phấn, Ngọc Dung Hồng Phấn, Nguyễn Nhật Giang Hồng Phấn, Tạ Thị Mai Thảo Hồng Phấn, Ngọc Thảo Hồng Phấn, Phương Mai Hồng Phấn, Phương Lan Trần Hồng Phấn, Thanh Trúc Hồng Phấn, Kim Nguyễn Hồng Phấn, Thùy Linh Ngô thêm một Hồng Phấn, Trang Đinh Hồng Phấn, Loan Nguyễn Hai Hồng Phấn, Tuyết Nhung Trần Hai Hồng Phấn, Trang Phạm Hồng Phấn, Loan Hoàng Hồng Phấn, Vân Nguyễn Hồng Phấn, Giang Phạm thêm một Hồng Phấn, Anh Tuyết Trần Hồng Phấn, Mai Trần Hai Hồng Phấn, Trịnh Phượng Hồng Phấn, Kim Kim tiêu một biểu bỏng, Nguyễn Thị Tuyết Trinh Hồng Phấn, bài tú mặt giá 150 các chị ơi, Ngọc Trúc xét hai tú Hồng mặt và giá 250 các Trần chị Mai ơi. Hai Hồng Phấn, Nhung Mai hai Hồng Phấn, Thúy Phượng Hồng Phấn, An Võ Hồng Phấn, Nguyễn Thị Thanh Ngân Hồng Phấn, Thu Nga hai Hồng Phấn, Tuyết Nguyễn Hồng Phấn, Liên Trần Hồng Phấn, Nguyễn Thị Thùy Dương Hồng Phấn, Trinh Ngư La Hồng Phấn, Maria Nguyễn Chi Hồng Phấn, Nguyễn Hường Hồng Phấn 12 áo, Thu Hoàng Hồng Phấn, Mỹ Luyện Hồng Phấn, Nguyễn Thị Tây Hồng Phấn, Thu Hoàng Hồng Phấn, Thiện Thiên như một cái, Tâm Võ Kim Hồng Phấn, Hồng Xuyên Võ Hồng Phấn, Ngọc Lê Ni Thị Hồng Phấn, Bùi Hóa Hồng Phấn 2 áo, Thúy Lê Hồng Phấn, Kim Dung Vũ 2 Hồng Phấn, Sương Nguyễn Hồng Phấn, Thanh Lê Hồng Phấn, Trần Lan Hồng Phấn, An Võ Hồng Phấn, chị Thu Hoàng có Hồng Phấn rồi đó chị ơi, Nguyễn Thị Tây Hồng Phấn, Kim Yến Lê Thị Hồng Phấn, Lên Tay Hồng Phấn. 125 áo là cả cái áo em đã bỏ vô đấy. 140 áo. Nga Hoàng Hồng Phấn, Thúy Phạm Hai Hồng Phấn, cộng với lại ít nhất chỉ đếm khoảng 10, chỉ có 2 áo nữa là nó ra 10 mấy nữa là còn ít nhất, chỉ nói là nếu mà chính xác 10 áo là không phải. Suri vải áo mẫu mặc,
chị thả xuống Maria Hồng Nhung vải áo mẫu mặc và hồng phấn. Hoàng Trang Nguyễn vải áo mẫu mặc. Anh Phạm Văn xếp mẫu mặc. Con Nga xếp mẫu mặc. Trang Lê vải áo mẫu mặc. Liên Bùi vải áo mẫu mặc. Nguyễn Khánh xếp mẫu mặc. Ngọc Dung vải áo mẫu mặc. Trần Hà xếp mẫu mặc. Thùy Dung Phạm xếp mẫu mặc. Nhi Trương xếp mẫu mặc. Thảo Nguyên vải áo mẫu mặc. Vải áo mẫu mặc giá 150.000 nha chị ơi. Rum Du xếp mẫu mặc. Thu Huyền xếp mẫu mặc. Trang Đinh xếp mẫu mặc. Hồng Thang xếp mẫu mặc. Long Anh xếp mẫu mặc. Liên Trần xếp mẫu mặc. Các chị chốt hết xếp vải áo em mặc đi các chị ơi. Nha, các chị ơi, các chị chốt hết vải áo em mặc đi rồi em sẽ bán vải khác cho các chị. Đỗ Phi xếp mẫu mặc. Các chị ơi, chia sẻ livestream cho em với nha các chị nha. Hành Trần Thi vải áo mẫu mặc. Vân Hảo vải áo mẫu mặc. Nguyễn Thị Phương Dung vải áo mẫu mặc. Phương Trần Thi vải áo mẫu mặc. Sương Nguyễn vải áo mẫu mặc. Trần Thủy vải áo mẫu mặc. Mai Đặng vải áo mẫu mặc. Thúy Phạm vải áo mẫu mặc. Vải áo mẫu mặc giá 150.000 nha chị ơi. Vải em mặc là chất vải lụa Vân Pháp với các chị. Trần Thị Minh Lý xếp mẫu mặc. Em My Thúy Mai xếp mẫu mặc. Hà La Lê xếp mẫu mặc. Mai Thu vải áo mẫu mặc. Vải áo mẫu mặc em hết nha các chị ơi. Hồng phấn còn 8 áo chốt đơn cho các chị đủ 8 áo nữa. Các chị ơi chia sẻ livestream cho em với nào các chị ơi. Ôi các chị không chia sẻ cho các bốc quả được các chị. Chị Lê thêm 2 vải áo mẫu mặc. Các chị làm sao có quà được? Có quà được. Các chị có nhớ cái hàng này đợt trước của nhà em bán cho các chị mà các chị nhận được rồi á, các chị nhớ không? Còn mấy? Còn đủ 10 á. Còn đủ 10 áo. Không, lưu một người 10 áo nữa được không? Còn 8 áo đúng không? Chốt đi rồi trên nào có này các Tha chị Hoàng nhìn kỹ cho em này xếp. Các chị có nhớ vải này không? Các chị ơi, các chị có nhớ vải này không? Rồi bây giờ em nói này, cái áo của em mặc ấy rất là đẹp, nhưng mà các chị để ý này, thường em mặc các phong cách của em mặc đồ nó sẽ rất là ôm, mà hôm nay thì chắc có thể là chế Uyên không biết, có nhiều khi em gầy lên em cũng không có báo, cái này là do lỗi của em. Chị nào lấy cái áo của em mặc em để lại cho các chị luôn. Chị Uyên lấy tiền công một áo là 350.000. Tiền công nha các chị, một áo một lớp là 350. Tiền vải nhà em là 150. Tổng vải, tổng cái áo của em mặc là 500.000. Chị nào lấy thì các chị chốt nha. Chị Uyên lấy tiền công là 350.000 một áo nha các chị. Này các chị nhìn kỹ cho em nha. Cái này gọi là vừa bán vừa tặng cho các chị luôn. Vải này á, thứ nhất là các chị, nó là mình hàng ép, rất là đẹp luôn các chị ơi. Vải có độ co giãn, các chị may áo dài này, các chị may áo đầm này, các chị may sơ mi này, các chị may bất cứ một cái gì cũng đẹp hết. Giá chỉ có 100.000 một áo thôi các chị ơi. Các chị ơi, giá chỉ có 100.000 một áo thôi. Chị nào lấy thì các chị chốt 740 cho em nha các chị nha. Áo không là 500 nha chị ơi, chứ không phải cả quần đâu ạ. Các chị ơi, 740 cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt 740 cho em. Giá cho em 100.000 một áo nha các chị nha. Mai... 740 cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt 740 cho em các chị ơi. Mai Thu 740, Vân Nguyễn 740, Nguyễn Lương 740, Thi Đăng 740, Yến Đoàn 740, Nguyễn Thanh Thúy 740, Nhà Đất Giàu Lộc 740, Chi Lê 740, Hồng Vân 740, Hiền Hòa 740.
740 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 740 cho em. Các chị ơi, giá cho em 100 ngàn một áo nha các chị nhá. Trần Hạnh 740, Uyển Lê 740, Ngọc Huệ 740, Loan Lê 740, Nguyễn Thu Thủy 740. Thi Nguyệt Nguyên 740. Tại sao bây giờ đây 43 áo mà khoảng ba mấy chục là mấy chục là sao? Động rồi. Liêm Thanh 740. Hà Oanh 740. Nguyệt Lê 740. Kim Yến Lê Thị 740. 740 mặc áo dài có phải lót không Tú ơi? Khó chứ chị. 740 mặc áo dài là chắc chắn chị phải lót rồi đấy. Trần Hà 740. Cỡ này mà chị không lót là chị sẽ không mặc được đâu chị ơi. Cái này chắc chắn 100% rồi. Cái này mà nói dối các chị thì không thể nào được rồi các chị. Này, nói như vậy là chắc chắn các chị phải lót rồi. Không thể nào mà không lót được các chị. Nhưng mà nó đẹp, cái vẻ đẹp của nó rất là lạ luôn. Các chị có thể lót như vậy này, lót cúp ngực như vậy cho em cũng được, hoặc lót tròn như vậy cho em cũng được, để cái phần trên này này và cái phần tay của các chị nó mỏng ra là rất đẹp luôn nha các chị nha. Màu này nữa, em còn màu này nữa, chị nào lấy thì các chị chốt luôn cho em, vàng cho em, giá 100 ngàn một áo thôi các chị ơi. Các chị ơi, vàng cho em giá 100, chị nào lấy thì các chị chốt vàng cho em nha các chị nha. Giá cho em là 100 ngàn một áo nha các tình yêu nha. Vẻ áo mẫu mặc bên em hết không, chốt đơn nha các chị ơi. Mai Thu vàng, Hương Tạ vàng, Trang Huynh vàng. Ở đó nó có cái số lượng đó. Chị nào lấy thì các chị chốt vàng cho em nha các chị ơi. Giá cho em có 100 ngàn áo à các chị ơi. Huỳnh Hạnh vàng. Thực sự là đẹp vô cùng luôn á. Chị nào lấy thì các chị chốt vàng cho em. Chia sẻ live stream cho em với đi các chị ơi. Thơ Nguyễn Ngọc vàng, Sắc Nguyễn Thi vàng, Nguyễn Thị Thanh Ngân vàng. Trời ơi, chị biết cái hàng này của nhà em á, nó không có hàng để mà mua luôn ấy các chị. Không có hàng để làm hàng bán các chị nhà mình luôn ấy. Hồng Vân Nguyễn vàng. Quá trời quá đất đẹp các chị ơi. Quá thì, trời quá đất đẹp luôn. Thi Nguyệt Nguyên vàng, Bùi Hóa vàng. Này các chị nhìn cho em này, thật sự luôn nha. Nếu đúng gọi là không đẹp là không lấy tiền luôn. Các chị cho em hỏi đợt này các chị nhận lụa ngọc trai có đẹp không các chị? Cỏ úa cho em giá có 100 ngàn một áo thôi. Chị nào may nguyên bộ thì lấy giúp em 2 áo nha các chị nhá. Các chị ơi, cỏ úa cho em giá 100. Chị nào lấy thì các chị chốt cỏ úa cho em. Thật sự là không đẹp đúng không lấy tiền luôn đấy. Mềm, mượt, co giãn, không cần phải lót, chất vải rất rất là đẹp luôn. Nguyễn Vân cỏ úa 2 áo, Khúc Thanh Trà cỏ úa, Sương Phan cỏ úa, Tiệm Lên Bà Già cỏ úa, Kim Yến Lê Thị cỏ úa, Nguyễn Trang cỏ úa, Mỹ Luyện cỏ úa 2 áo, Phương Mai cỏ úa, Ngọc Nguyên cỏ úa, Chi Trần cỏ úa, Trần Mỹ Hạnh cỏ úa, Mai Thu 2 cỏ úa, Trần Thị Kim Dung cỏ úa, Thanh Bùi cỏ úa, Thanh Trịnh cỏ úa, Trần Hà cỏ úa, Vân Hảo cỏ úa. Em hết cỏ úa các chị ơi, và áo Tú mặc hết rồi các chị ơi. Và áo Tú mặc hết rồi các chị. Có 50 áo bán cho các chị đầu tiên thôi chứ không có quá nhiều mà nha các chị nha. Đây màu này là mới này chị này. Màu này là màu mới nhất luôn ấy, mới toàn xà toàn luôn ấy. Chị nào lấy thì các chị chốt sáng cho em. Cỏ úa em hết nha các chị ơi. Các chị ơi, xám cho em, chị nào lấy thì các chị chốt xám cho em nha. Giá có 100 ngàn một áo thôi các chị. Màu này hả, các chị may quần đẹp cực kỳ. Còn không, chị nào lâu lâu thích cái tông mà gọi là tông các chị mặc mà thay cho màu trắng ấy, các chị lấy liền cho em 2 áo, các chị may nguyên bộ cho em mặc siêu sang luôn. Xám cho em giá 100 ngàn một áo chứ phải là mặc trai các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt xám cho em nha các chị nha. Chi Trần xám, Trần Mỹ Hạnh xám. Những màu này là những màu em nói với các chị là em sưu tầm cho các chị phải màu gì mà em chưa bán bao giờ, trừ khi là những màu đó các chị sử dụng nhiều thôi, còn ngoài ra là em sẽ đi kiếm những cái màu rất lạ về bán cho các chị. Thanh luôn. Thanh Trị xám, Đan Lê xám, Mai Thu xám 2 áo, Yến Nhi xám. Liên,
Ôi, có 100 nghìn thôi mấy chế ơi. Sáng cho em, chị nào lấy thì các chị chốt sáng cho em, các chị ơi. Giá Nguyễn có 100 nghìn một áo thôi các chị. Phạm Kim Phượng xám, Thi Đăng hai xám, Trần Mai hai xám, Mai Trần xám, xám cho em giá 100 nghìn các chị xám ơi. Chị nào Tô lấy Lê xám hai áo cho em. Nhung Nguyễn xám một bộ, em lấy hai áo nha chị ơi. Còn chị nào lấy thì các chị chốt xám cho em nha. Giá cho em 100 nghìn một áo thôi các chị ơi. Trần Thị Hoàn xám hai áo, chị Bùi ơi. Hải xám, Kim Ánh xám. Chị Hà ơi, lấy bộ này may cho em. Lấy bộ này may cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em là màu hồng ruốc. Hồng ruốc nha, khác với lại tím ruốc nha các chị. Hồng ruốc cho em giá 100. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng ruốc cho em. Đúng Vic. Không đẹp không lấy tiền luôn. Vicky Phạm xám. Quá trời quá đất đẹp luôn. Các chị ơi, hồng ruốc cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng ruốc cho em nha. Giá cho em có 100 ngàn một áo thôi. Một bộ các chị vui lòng lấy giúp em hai áo nha. Chi Trần hồng ruốc, Trần Hà hồng ruốc hai áo, Trần Mỹ Hạnh hồng ruốc, Trương Thị Kim Dung hồng ruốc, Thơm Vương hồng ruốc, Tuyết Phạm hồng ruốc, Phạm Ngọc Ánh hồng ruốc, Thu Hoàng hai hồng ruốc, Nội Hoàng hai hồng ruốc, Nam Phương hồng ruốc, Thi Đăng hai hồng ruốc, Trịnh Nhã Trúc hai hồng ruốc, Loan Chu hai hồng ruốc, Thơm Vương thêm một hồng ruốc, Ngọc Dung Phan hồng ruốc, Thu Hoàng hai hồng ruốc, Mai Thu hai hồng ruốc, Trương Nhi hai hồng ruốc, Thu Thanh hai hồng ruốc, Trần Thủy hồng ruốc, Ngân Vũ hồng ruốc, Bùi Hải hồng ruốc, Kim Oanh xám. Kim Liên Lê một xám một hồng ruốc, Yến Nhi hồng ruốc. Rồi các chị ơi, Lê Hồng Phượng hồng ruốc. Bán nhanh như một cơn gió. Ngọc Dung Phan thêm một hồng ruốc. Phải nói là bán nhanh như một Lan cơn gió hồng luôn ruốc. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng ruốc cho em các chị ơi. Giá có 100 ngàn Kim Nguyễn thôi. Hai hồng ruốc. Các chị mặc không sang đúng em không lấy tiền mình luôn đấy các chị. Mềm một đẹp vô cùng luôn đó. Ngọc Xuân Đào xám chốt hồng ruốc cho em nha các chị nha. Em lên nhau Anh Trần hồng ruốc, Phúc Thanh Trà hồng ruốc, Thu Nga hồng ruốc, Thôi Nguyên hồng ruốc. Còn những cái màu của đợt trước đâu rồi? Tại sao lại treo có mấy cái màu chỉ treo ra xuống thôi là sao? Màu này các chị lấy thì chốt cho em là màu trắng các chị ơi. Giá cho em 100 ngàn một áo thôi các chị. Nguyễn Nữ hồng ruốc, Thiện Thiên hồng ruốc, Tiên Anh hồng ruốc, Phạm Chi hồng ruốc, Nga Vũ Thi hồng ruốc, Kim Liên Huỳnh hồng ruốc. Ruốc còn 4. Thanh Trương hồng ruốc, Hương Nguyên hồng ruốc, Nguyễn Huyền hồng ruốc. Các chị ơi, trắng cho em, chị nào lấy thì các chị chốt trắng cho em nha các chị nha. Giá cho em 100 ngàn một áo thôi các chị. Trắng này là trắng kem nha các chị ơi. Trắng kem nha, chị nào lấy thì các chị chốt trắng kem cho em. Đầm dạ hội à, đầm dạ hội chị phải lấy hai áo để cắt vải xéo mới đẹp chị ơi. Một áo không có may không có đủ độ khéo là nó sẽ không đẹp đâu. Thường đầm dạ hội là cái tùng ở dưới hoàn toàn. Nếu thợ may người ta muốn đẹp là người ta phải cắt vải xéo, mà vải xéo thì sẽ rất là heo nha chị. Trần Thủy hồng ruốc hai áo, Kim Nguyễn hồng ruốc hai áo, Hà Phương trắng, Trần Hà trắng hai áo. Trắng mặc sang lắm các chị ơi, sang hơn siêu luôn. Yến Thủy trắng sang hơn rất nhiều. Tâm Võ Kim trắng, Mỹ Hàng trắng, Lê Văn Hân trắng, Kim Nguyễn hai trắng, Nguyễn Ngân trắng. Lan Lê trắng hai áo, Lê Huệ trắng, Nương Nguyễn trắng, Trương Thị Kim Nhung thêm hai trắng. Không đẹp mà mỗi một lần mở bán cho các chị là một lần nhà em bão đơn nè các chị ơi. Giá 100 ngàn một áo các chị ơi. Đặc biệt vải này các chị có thể may quần áo dài được rất đẹp. Còn nếu các chị thích các chị
may nguyên một bộ, lúc nào các chị thích các chị sẽ lấy cái quần đó ra các chị mặc với những cái áo thiết kế ắng kim của nhà em thử coi có đẹp không nha các chị nha. Trang Ly Nguyễn trắng, Đỗ Thu trắng một bộ, em lấy hai áo nha chị ơi. Ngọc Tới trắng, Nguyễn Thị Lan trắng, Nga Hoàng trắng hai áo, Loan Anh trắng, Nga Võ hai trắng, Kim Nguyên hai trắng, Thảo Anh hai trắng, Triều Bích trắng, Lệ Thanh trắng, Đặng Thúy Hằng trắng, Thu Trần trắng, Khúc Thanh Trà trắng. Các chị ơi, trắng cho em, chị nào lấy thì các chị chốt trắng cho em nha. Giá có 100 ngàn một áo thôi các chị. Giá có 100 ngàn một áo thôi các chị ơi. Thúy Nguyễn trắng, Tuyết Nguyễn Mộng trắng. Vài áo mẫu mặc bên em hết không chốt đơn nha chị ơi. Nhung Mai trắng, còn chị nào lấy thì các chị chốt trắng cho em nha các chị nha. Giá cho em có 100 ngàn một áo thôi các chị. Mặc chất vải này sang rất nhiều luôn. Các chị nhớ một tiếng Huế không? Bây giờ em đi may liền một tiếng Huế. Nguyễn Huy Dũng hồng ruốc, áo màu tiếng Huế nhưng mà lại là mặc với lại quần màu sáng. Áo màu tiếng Quyên Huế nhưng mà lại mặc với quần màu sáng, không mặc quần trắng mà mặc quần sáng. Quyên Trần trắng, Tuệ Tâm trắng. Các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt tín Huế cho em, giá cho Nga em 100 ngàn một áo. Nga Đỗ trắng, Lê Lê Thị Thanh trắng, Thanh Thúy trắng. Quá đẹp. Các chị ơi, Nguyễn Ngọc Tú trắng. Thật sự Nguyễn Liên trắng. Vải áo em mặc hết rồi các chị ơi, không có còn vải nữa các chị ơi. Và áo em mặc hết rồi, không có còn hàng nữa các chị. Chốt đơn tím Huế cho em, chị nào lấy thì các chị chốt tím Huế cho em nha các chị ơi. Màu vàng cháy đâu, màu vàng đồng đâu, những cái màu hôm qua có vẻ đơn mềm toàn bộ luôn mà nói là sao vậy, sáng này có về luôn mà. Thi Đan tím Huế hai áo, Trần Hà tím Huế hai áo, Thiên Đinh tím Huế, Diễm Phúc tím Huế, Minh Nguyệt tím Huế, Thùy Nguyễn tím Huế, Chi Nguyễn Thi Ái hai tím Huế, Tâm Huynh hai tím Huế, Trần Mỹ Hạnh tím Huế, Thúy Lê tím Huế, Ngọc Dung tím Huế, Hồng Phú tím Huế. Trâm Nguyễn tím Huế, Nan Chu hai tím Huế. Quá trời đẹp luôn các chị ơi. Quá trời quá đất đẹp luôn, chị nào lấy thì các chị chốt tím Huế cho em nha các chị nha. Thanh Xuân tím Huế, tím Huế các chị mặc, một là quần trắng cho em, hai là các chị mặc quần xám hôm nay em bán cho các chị. Không đẹp đúng không lấy tiền luôn. Chốt đơn cho em 100 ngàn một áo các chị ơi. Kim Pha Lê tím Huế, Phạm Ngọc Ánh tím Huế, Nguyễn Trúc Quỳnh tím Huế, Phương Trâm tím Huế, Nguyễn Hiếu hai tím Huế, Thủy Nguyễn thêm một tím Huế. Các chị ơi, tím Huế cho em, chị nào lấy thì các chị chốt tím Huế cho em nha các chị nha. Giá cho em 100 ngàn một áo các chị ơi. 100 ngàn một áo, bên em free ship toàn quốc cho mình nha các chị nha. Nhận hàng thanh toán tiền tại nhà cho em các tình yêu. Cụ Thị Hồng Phấn tím Huế, Thoa Trần tím Huế, Hồng Hoàn tím Huế, Ngọc Dung Phan tím Huế, Nguyệt Lê tím Huế, Tô Lê tím Huế. Cái ngọc trai này á, kim trước nó còn là màu cam trắng hay màu gì rất là nhiều luôn. Kim Yến Lê Thị tím Huế hai áo, Trinh Châu tím Huế hai áo. Quá trời quá đất đẹp luôn các chị. Em lấy thì mai cái gì bây giờ? Ken Nguyễn tím Huế, Quyên Trần tím Huế, Hương Vũ tím Huế. Huế cho em giá 100 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt tím Huế cho em. Ở đây còn 900 chị thì em cũng đây em cho các chị xem này. Cái này này các chị, Nguyệt Hồ tím Huế. Các chị ơi, vải của em mặc á,
em còn có những cái mẫu lẻ mỗi màu còn 1 áo, 2 áo, 3 áo. Em chốt đơn cho các chị giá 130 ngàn một áo. Em hỗ trợ phí ship cho mình luôn nha các chị nha. Em hết Nguyễn Tím Huế 2 áo. Em hết những cái hàng thiết kế như vậy rồi. Cho nên nếu mà các chị có nhu cầu thì các chị lấy thôi, chứ thật sự luôn là vải không có còn. Bây giờ chỉ còn hàng mới về bán cho các chị thôi mà chưa có gieo được các chị ơi. Mấy ngày nay nó làm hàng tăng cường liên tục luôn, mà ngày nào nó chạy cả mấy ngàn mét vải không có kịp nha. Các chị ơi, những mẫu này đẹp lắm. Thật sự là những mẫu này rất là đẹp luôn. Em tính các chị giá 130 ngàn một áo, em hỗ trợ cho mình luôn nha các chị nha. Em hỗ trợ phí ship cho mình luôn nha các tình yêu nha. Chốt đơn nha các chị ơi. Quá trời đẹp luôn. Chắc phải Vân Phát giống em đang mặc trên người này các chị. Cho nó nó gọn để ngày mai các bạn nhà em có Khúc Thanh Trà 411 bắp để treo các chị ơi. Minh Nguyệt 411 các chị, không còn hàng đâu các Trần chị. Hà 411 quá trời quá đất đẹp luôn các chị. Nguyệt Hồ 411 Nguyệt Hồ 032 Kim Nguyễn 153 Thiên An 20 Hồng Thắm 505 Nguyệt Hồ 090 Tâm Huyên 872 602 Hoàng Vân 016 Vải áo tú mặt hết rồi các chị em ơi. Em Lily Nguyễn 215 Nhà đất Dầu Lộc 002 Hết hàng các chị ơi. Vải tú mặt hết rồi chị. Không còn chị ơi. Trần Chi 596 Emily Nguyễn 181 Hoa Hậu 181 Hoàng Vân 181 Em còn cho chị một áo nha chị. Hương Võ 533 412 Xuyến Chi thiết kế em tính luôn 130 ngàn một áo. Em hỗ trợ phí ship cho mình luôn. Đẹp lắm. Em Emily Nguyễn 190 Charlie Nguyễn 80 Tuyết Nhung Trần 416 Nguyễn Liên 416 Nguyệt Hồ 416 Kiều Chim 416 Ngọc Hòa Nhà May 416 Hà Phạm 416 Ánh Hồng 416 Lan Vũ 416 Yến Phạm Thị 416 037 130 ngàn một áo. Nguyệt Lê 416 Nguyệt Hồ 037 Phúc Trần 037 Nguyễn Trâm 037 Việt Linh 037 Ngọc Dung Phan 037 Nguyễn Linh 037 Tô Phúc 037 Trinh Lê 037 Thanh Lê 037 Vải áo em mặc hết rồi các chị ơi. Vải áo em mặc hết rồi các chị. Thu Phạm 037 Thủy Khúc 416 Ngọc Nguyên 416 Thôi các chị ơi. Chốt đơn. Hàng
thiết kế thiệt cần với các chị, như các chị chỉ mua như em 100 mấy chục ngàn thôi là các chị mặc đã rất là đẹp rồi, đã rất là đẹp rồi. Đào Nguyên 213, Liên Hoàng 213, Yến Nguyên 213, Trần Hà 213, Thanh Lê 213, Phương Nga 705, Phương Võ 705. Thái Vũ Kim 198, Sương Đoàn 198, Hồng Tham 180, Trần Hà 186, Mai Thu 180, Tú Quyên 186. Emily Nguyễn 92. Một chút này các chị. Nguyễn Thị dạ, Thanh Nga 92. Nguyễn Linh 92. Rồi cái mẫu này bây giờ mà mặc lên một cái là thôi ta nói xuất sắc. Kim Kim 110, Nguyễn Hồ 110. Nguyễn Thắm 92. Loan Lê 110, Nguyệt Lê 110, Maria Bình 110, Cương Lưu 92, Dương Nguyễn 138, Trâm Nguyễn 615, Phương Nga 208, một áo các chị ơi. Tâm Huynh 825, 130.000 một áo nha các chị nhá. 130.000 một áo, em hỗ trợ free ship toàn quốc cho mình luôn các chị tình yêu ơi. Kim Oai 138. Ca Thay 138. Đoan Nguyễn 28. Kỳ Thanh 883, Lan Vũ 883, Trần Hà 110, Hương Lê 110, Loan Lê 110, Nguyễn Hiếu 110. Ở đâu mà có? Dạ em xin lỗi chị Trần Hà, chị Hương Lê và chị Loan Lê không có 110 nha chị ơi, chị chọn khác mẫu khác giúp em ạ. Chị có thể là chị nhìn mẫu 710 thành 110 á chị. Loan Nguyễn 710, Trần Hà 710, Nguyệt Hồ 710, Nguyệt Lệ 710, Thanh Lê 710, Trương Nhi 710, Quỳnh Phạm 401, Sương Nguyễn 458,
Cẩm Tuyên 960. Yến Nguyễn 652. Hồng Hạnh Phan 503. Thanh Lê 20. Thanh Lê 200. Loan Nguyễn 802. Phương Nga 05. Hiền Ngô 05. Hàng nhà này á, họ làm em nói với các chị là không chất lượng, đúng không lấy tiền luôn đó các chị. Nhung Mai 802. Chị hỏi em vải này vải gì hả? Bây giờ em đi vô em hai cái áo vải này, nhưng mà em nói trước là em không có khó để bán cho các chị ha. Em vô em khai cho các chị xem nha. Nguyệt Lê 88. Nguyệt Lê 880. Hân ơi, Hân. Có cái này là Nguyễn Thuận 418 885. Cái này là màu đen. Treo sẵn cái áo áo dài của chị đó. Với lại để sẵn cho chị cái quần màu đỏ đô luôn. Thì cho chị hai liền. Không có bài. Kim Hà 140. Cái này là hàng nhà em còn lại đấy. Chứ còn thật Thanh Vũ 055 mà còn 10.000 mét là phải nói là em vỗ tay cho Chê Lê 125. Em làm cho các chị thì thôi, các chị mua là đẹp lắm luôn. Huyền Nguyễn 902. Rất tiếc với các chị là không có còn vải để làm. Áo dài nhà tấm 630. Nguyễn Ngọc Tú 227. 3.000, hơn 3.000 mét mà em bán trong vòng có 4 ngày. Mai Thu 129. Để các chị biết là phải nói đẹp lắm thì các chị mới mới mua đến mức độ mà gọi là đến bây giờ nhìn thấy mà nghe thấy giảm giá một cái. Trần Hà 129 liền. Yến Phạm Thị 129. Không những tiêu chí nha các chị, vải đẹp mà còn phải giá tốt nữa. Bùi Hải 509. Nha các chị nha. Tiêu chí là giá đẹp hơn 509. Vải đẹp mà còn phải giá tốt nữa. Ngọc Hoàng nhà may 235. Sương Nguyễn 235. Lụa xuyến chi này các chị, em tính luôn 130.000 một áo luôn. Emily Nguyễn 904. Yến Nguyễn 904. Thu Sư 103. Đỗ Thị Gấm 103. Vải áo tú mặc hết rồi các chị ơi. Không có còn nữa. Nguyễn Thị Thanh Ngân 908. Thiên Mỹ Nguyên 908. Lê Thị Hồng Nương 908. Vải này là chất liệu lụa tơ tằm nha chị. Nguyễn Hiền 464. Mà đây hôm nay nó đỏ bừng bừng giống như em bị cụ huyết áp. Sương Nguyễn 464. Vải áo em mặc hết rồi các chị ơi. Sương Nguyễn 050. Chi Nguyễn Thị Ái 050. Hoàng Thiên Sa 050. Phùng Thị Phong 050. Bên đang 832. Nguyễn Thị Thanh Ngân 908. Quyên Nguyễn 148. Được chưa Thanh ơi? Như Nguyễn 148. Kim Hàm 148. Tạ Thúy 2 áo 148. Alo. Hỗ trợ cho phụ nó chốt đơn cái này cho các chị này. Nguyệt Hồ 148. Hết
em như hôm nay cái áo em nói cho các chị nha, tại vì áo đó thực tế là em cũng chưa mặc bao giờ, nhưng mà cái áo em mặc thì hôm nay nó hết rồi. Đây nè, 461 là cái Lan Vũ 732. Đỗ Phố Thịnh 732. Hồng Nguyễn 732. Huỳnh Thu 619. Sáu mấy? Sáu không năm. Hả? Trung Hoa 605. Thanh 461. Thanh Vũ 461. Ánh Dung Đỗ 461. Quỳnh Phạm 461. Hồng Nguyễn 858. Big Fan 511. Lan Nhà Mai 677. Tà Thúy 062. Phúc Thanh Trà 647. Hồng Nguyễn 714. Tạ Thúy 078. Thiên Mỹ Nguyên 864. Hà Vân 664. Thiên Mỹ Nguyên 770. Trần Minh Hải 105. Đây là các chị. Nhưng mà em nói Lê Thị Hồng Nương 185 là cái áo của em mà nó hết rồi các chị ơi. Nhé, từ Trần Bảo Hơn 645 từ rất là lâu rồi các chị. Để em coi còn chất liệu Hà Phan 3 số 6. Thì em sẽ quay lại cái hoa văn này em bán cho các chị thôi, chứ còn chắc em bán là hiện bây giờ em đang bán cho các chị, là em tham lý cho các chị bán hết vải đó. Cái hồi mà em gầy nhất ấy, chị Hà, em mới cũng chỉ có 67 thôi.
chưa lên nổi, chưa bao giờ xuống nổi đến 65 luôn. Mà hôm nay vẫn còn có dấu hiệu tụt thêm. Tại vì mấy ngày nay em cũng nhiều việc á, xong em có một cái dự án rất là lớn luôn nên là các chị biết tưởng quán thì em đâu ngủ được đâu, mà em hay cứ như tụt huyết áp. Đây này, cái hàng này này các chị, em tính luôn 130.000 một áo luôn. Nguyệt Lê 065. Vậy chị Tú Mang có bán không? Dạ không chị ơi. Thiên Mỹ Nguyên 827. Nhưng ôm mặc khó chịu lắm à? Dạ đúng rồi, ôm thì mặc sẽ khó chịu đó. Thì cái đó tùy theo các chị đi các chị. Các chị muốn như thế nào thì các chị cứ nói chuyện. Hồng Nguyên 830. Chứ còn phong cách của em thì em không thay đổi. Đấy, em làm như thế. Dạ không phải á, Tú mà không có. Hoàng Vân 649. Đây này, cái mẫu này đợt trước em bán này em bị ế, em bảo các chị ơi sao các chị kỳ vậy. Nhiều cái mẫu em thấy nó lạ và nó sang và nó đẹp như vậy, tại sao các chị không may. Tạ Thúy 450. Hà Phan 450. Chị bị sao vậy? Nguyệt Hồ 450. Loan Hoàng 450. Lê Thị Hồng Nương 450. Các chị em nói rồi mà, các chị đừng có bao giờ để cho em mặc màu đen. Đừng bao giờ để cho em mặc màu đen. Em mà mặc màu đen là chưa có một cái áo nào mà nhẹ. Nguyệt Hồ 820. Tú Quyên 820. Bùi Hóa 820. Hiền Ngô 820. Mai Thu 820. Trần Hà 820. Nga Đoàn 820. Quỳnh Phạm 820. Phùng Thị Phong 820. Kỳ Thác 820. Nguyệt Lê 820. Nguyễn Thị Thu Hiền 820. Còn 2. Châu Hồng 820. Chính vì không còn bà đồng thêm 820. 137 các chị ơi. Chị Hà ơi, có bạn phụ trách đơn hàng riêng cho chị ấy, thì chị có nhu cầu mà thợ may ấy, thì chị cứ nói bạn, em có trao đổi với bạn ở đây, bạn sẽ phụ trách đơn hàng của chị mãi mãi nha. 137 chị nào lấy thì các chị chốt 137 cho em. Trang Đoan 137. Meo Meo 137. Bùi Hóa 137. Phu Lan Trần 137. Nguyễn Hường 137. Mai Trần 137. Lê Thị Hồng Nương 137. Loan Lê 137. Trần Hà 137. Tuyết My 137. Mai Thu 137. Trương Thị Kim Dung 137. Tuấn Nguyễn Thanh 137. Em hết 137 các chị ơi. Các chị ơi 473, chị nào lấy thì các chị chốt 473 cho em nha. 473 cho em, giá 130.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 473 cho em. Mẫu phía sau đi chị Tú ơi. Ok chị Thủy Săn, chốt đơn ngay và liền cho em. Nguyễn Hồ 473. Nguyễn Trinh 473. Tạ Thúy 473. Trần Hà 473. Ngọc Lan 473. Còn 3. Khuyên Đoàn 473. Còn 2. Cái 158 này đẹp lắm này. Chu Lê Trương 473 set. Còn 1. Cái 158 này còn đẹp lắm nha. Đừng để Tú May nha. Ế là Tú đi may à. Đi à. 158 cho em các chị ơi. Nguyễn Khanh 158. Mai Kiều 158. Minh Lê 158. Maria Bình 158. Trần Hà 158. Nguyệt Hồ 158. Cẩm Tuyên 158. Kiều Nguyên 158. Loan Phạm 158. Đếm thử coi có dư với nhỏ không. Đúng rồi các chị. Đợt này áo của em thì chắc cũng hơi khó bán hơn một chút. Đa số là 68 thì các chị sẽ nhiều hơn, nhưng mà 65 với 60 thì khó lắm. Tối ngày hôm qua em có trao đổi với một chị ở nhà em, mà chị hay ở nhà em á, giống như chị gái vậy đó. Em bảo về này hay là mẹ em ở nhà em cứ gọi thay cho con gái với con trai em là thà hay là mẹ chúng eo 60 đi. Bác bảo thôi 60 thì đúng thật luôn, cái mặt sạch đi thôi chứ không để làm cái gì được các chị ơi. Thanh Phú 158 là em hết pho, đúng không? Cái linh lan đen này là đấy. Cái lúc cần mua thì không có.
Bây giờ các chị nghe em một lần nha. Cái này là hàng em sót kho đấy các chị. Chứ nếu như mà chính xác mà không sót kho thì đến giờ này chắc chắn 100% là không bao giờ còn. Các chị nhớ lụa linh lan đen không? 100 ngàn một áo cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt linh lan đen cho em. Em có chỗ này các bạn cắt ra đúng 70 áo em bán cho các chị. Nghe em một lần nha. Linh lan này là em bị sót kho đấy. Nó nằm đúng ở dưới lớp cuối cùng ấy. Bây giờ các bạn kiểm tra toàn bộ luôn. Bây giờ nó lòi ra với còn đấy các chị ơi. Chứ không thôi là sẽ không bao giờ có. Một áo 2m khổ 1m6 nha chị Lan Phạm ơi. Quần em mặc là em cứ cắt 2m và em đưa cho thợ may may. Còn ống bao nhiêu thì thật sự với các chị luôn là đến bây giờ em cũng không biết luôn. Chốt đơn cho em linh lan đen giá 100 ngàn. Chị nào lấy thì các chị chốt linh lan đen cho em. Có 100 ngàn thôi. Không bao giờ các chị phải hối hận bất cứ một lời nào hết. Các tình yêu ơi, Lê Sư linh lan đen, Thiên Mỹ Nguyên linh lan đen, Nguyệt Hồ linh lan đen, An Nhiên linh lan đen, Nguyễn Huyền linh lan đen, Ánh Dung Đỗ linh lan đen, Thi Đăng linh lan đen, Phạm Bích Liên linh lan đen, Quỳnh Phạm linh lan đen, Mai Thu linh lan đen, Luna Trinh linh lan đen, Nguyễn Thị Thu Thảo linh lan đen, Nguyễn Khanh linh lan đen, Ngọc Diệp Vũ linh lan đen, Hồng Teresa linh lan đen, Thanh Hải linh lan đen, Kim Kim linh lan đen, Lan Nguyễn linh lan đen, Đi Hiền linh lan đen, Chi Nguyễn Thị Ái linh lan đen, Thủy Dinh linh lan đen, Sang Đoàn linh lan, Sang Đoàn bỏ đi cái gì, Sang Đoàn, Bảo Trân linh lan đen, Nguyễn Thị Thu Hà linh lan đen, Hoàng Nguyễn linh lan đen, Thu Thanh linh lan đen, Lê Huệ linh lan đen, Trần Hà linh lan đen, Trung Hoa linh lan đen, Trần Duy Anh linh lan đen, Phương Hà linh lan đen, Diệp Trần linh lan đen, Dương Phan linh lan đen, Quế Vinh linh lan đen, Kim Liên Lê linh lan đen, Đinh Hiển linh lan đen, Loan Lê linh lan đen, Nguyễn Minh Trang Hai linh lan đen, Tường Vi Võ Thi linh lan đen, Mỹ Dung linh lan đen, Tâm Dung linh lan đen, Trang Huỳnh linh lan đen, Thúy Cương linh lan đen, Hương Lê linh lan đen, Nguyễn Thị Ngọ linh lan đen, Nguyễn Huyền linh lan đen, Lâm Ngô Thị linh lan đen, Anh Nguyễn linh lan đen, Thu Thanh linh lan đen. Phương Hà linh lan đen, Kim Nguyễn linh lan đen, Nương Nguyễn linh lan đen, Bùi Ngân linh lan đen, Sang Đoàn linh lan đen, Minh Tâm Phan linh lan đen, Thúy Lê linh lan đen, Nguyễn Thị Thu Hà thêm linh lan đen, Lê Thị Hồng Nương linh lan đen. Còn 13 áo, 70 áo, còn 13 áo. Jenny Phụng linh lan đen 2 set, Lan Kim linh lan đen, Phương Lê thêm 1 linh lan đen. Mai Trần linh lan đen set. Bên mình có phải nhung đỏ không em ơi? Dạ bên em không có bán nhung nha. Nhưng mà các chị nhìn kỹ cái áo em mặc này. Các chị biết sao không? Có mấy lần em bán cho các chị mà hàng mà gọi là có những lúc mà có những ngày mà em cắt hàng ra mà hàng trơ em bán cho các chị á. Em nói với các chị là em giảm giá cho các chị thấp nhất. Biết là các chị sẽ có những cái màu đấy rồi. Em nói ví dụ như màu đen đi. Các chị cứ mua đi để dành đấy. Có những lúc mình phải cần. Thực tế là cái áo em mặc là em khoe tay màu đen này các chị. Chứ còn vải này là nếu mà các chị may á sẽ không có đủ cái tay đen đâu các chị ơi. Với một phần nữa các chị để ý nha, khi mà các chị nhận được khúc vải hoặc là thợ may của các chị nhận được khúc vải ấy, thì các chị phải coi cái thiết kế đó mình may lên như thế nào để nó đẹp, chứ không phải là các chị cứ đưa là may cái này mà may thêm hai cái tay hoa nữa. Em nói thật tình các chị luôn là cái áo nó chỉ còn giá trị khoảng 30% thôi, nó sẽ không làm cho cái áo nó sang, nó sẽ làm rất là rối con mắt. Tại vì bản thân cái thiết kế này này các chị, em không nói em mặc đẹp nha, em nói rất rõ ràng, em không nói em mặc đẹp. Nhưng em thấy là cái thiết kế này nó rất là nhiều màu, thì nó tạo cảm giác nếu thật sự mà mình thêm hai cái tay mà toàn là hoa ở đây nữa thì em khẳng định các chị luôn là mặc lên trên người. Đấy là em cũng thuộc dạng gọi là người nhỏ con ấy, gọi là có dáng để mặc áo dài đấy, chứ em không bảo là em mặc áo dài đẹp. Mà nếu như mà chị nào mà tròn tròn nữa mà mặc vào mà coi như là từ trên xuống dưới một rừng hoa luôn thì chắc chắn 100% cái áo nó chỉ còn có 30% đẹp thôi. Cho nên khi các chị có vải trơn, các chị cứ để đấy thì các chị bình tĩnh giúp em, bình tĩnh để ở đó, các chị tận dụng. Có những lúc em bán lụa rếp cho các chị hoặc là lụa sa phi, các chị có thể đi pha tay, các chị may rất là đẹp.
có mấy chục ngàn thôi, nhưng mà cái áo của các chị chắc chắn 100% là nó sẽ có giá trị. Còn cái chuyện mà vải của các chị đưa cho thợ may 2 mét nó bị dư, thôi kệ đi các chị, để căng cho nó đẹp và được rồi. Còn chuyện người ta có được vải ba tấc vải thật sự nó không có lẽ đấy nghĩa lý gì đâu. Chứ còn bảo bây giờ các chị cứ tưởng tượng đi, một cái khúc vải như vậy mà thêm hai cái cặp tay mà hoa từ trên xuống dưới nữa. Em rất ít khi mặc hoa nha các chị, các chị thấy đồ nhà của em không? Ít khi nào các chị thấy em mặc đồ hoa lắm. Em là một người không có hợp với hoa. Em không phải phong cách là bánh bèo, cho nên em không mặc hoa bao giờ. Ở nhà hầu như là em tuyệt đối chỉ mặc màu trơn thôi các chị. Đầm của em cũng vậy, không có một màu gì khác ngoài đen và trắng, không có một màu gì hết. Màu này các chị lấy thì chốt cho em là xanh ngọc nha. Chất vải là lụa ngọc trai, giá 100.000 một áo. Em không nói là em hay, hay em không nói là em giỏi, hay em không nói là em có mắt thẩm mỹ, nhưng mà em có những lúc em sẽ tư vấn cho các chị để các chị có thể may được một cái áo dài đẹp. Hoặc các chị lưu ý những cái áo các chị mua của em nhìn nó như thế, nhưng khi các chị chỉ cần đổi lại một chút nào đó để mình làm cảm thấy cái áo nó đẹp hơn được nữa, thì thợ may người ta sẽ chốt cho các chị, hoặc người ta sẽ may cho các chị đẹp hơn. Chứ không phải là cứ đưa một khúc vải xong cứ vậy may lên là nó sẽ đẹp đâu các chị. Còn ở cả cái quá trình gu thẩm mỹ của cái người đấy nữa đó. Xanh ngọc cho em, chất vải lụa ngọc trai giá 100. Daisy cúp xanh ngọc, Quyệt hồ xanh ngọc, Mi quỳ xanh ngọc, Chi trần xanh ngọc. Ngọc cho em giá 100.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt xanh ngọc cho em các chị ơi. Chất vải là lụa ngọc trai nha các chị nha. Xuyến Nguyễn xanh ngọc, Hải Đặng xanh ngọc, Bùi Ngọc Trúc xanh ngọc hai áo, Loan Phạm xanh ngọc, Tuyền Ken xanh ngọc, Tâm Dinh Thi xanh ngọc, Thanh Hải Nguyễn xanh ngọc, Phương Vũ hai xanh ngọc. Xanh ngọc cho em giá 100.000, chị nào lấy thì các chị chốt xanh ngọc cho em các chị ơi. 100.000 một áo, 200.000 một bộ. Mai Trần xanh ngọc. Chị Trần Thị Hoàng ơi, chị nhắn tin giúp em đi chị. Xanh ngọc và chất vải lụa ngọc trai, chị nào lấy thì các chị chốt xanh ngọc cho em. Giá chỉ có 100.000 một áo thôi các tình yêu ơi. Quỳnh Phạm xanh ngọc, Lý Hải Lê hai xanh ngọc, Lan Phạm xanh ngọc. Em có màu này này chắc chắn 100% là các chị phải mua. Không có bao giờ mà các chị không mua màu này của lụa ngọc trai của nhà em. Màu nữ chết. Các chị ơi, màu rượu chết nha các chị nha, màu rượu chết. Không bao giờ các chị không mua màu này của nhà em được. Chốt đơn cho em rượu chết giá 100.000. Rượu chết cho em giá 100.000, chị nào lấy thì các chị chốt rượu chết cho em các chị ơi. Giá cho Hoàng em Thu xanh ngọc áo. Chị nào may nguyên bộ thì lấy giúp em hai áo nha. Tiệm Lên Bà Già rượu chết, Thu Thanh rượu chết, Hồng Than rượu chết, Trần Mỹ Hạnh rượu chết, Chi Trần rượu chết, Nguyễn Thị Phan rượu chết, Nguyệt Hồ rượu chết, Trần Hà hai rượu chết, Hoa Trương hai rượu chết, còn ba rượu chết, Đinh Hiền rượu chết, còn hai, Nguyễn Mai Hương hai rượu chết, hết rượu chết các chị ơi. Đây nữa. Cái màu này thì là các chị, màu này nhà em gọi là màu cam rắc, hai màu rắc, 100.000 một áo các chị ơi. Cam đắp cho em, chị nào lấy thì các chị chốt cam đắp cho em, giá cho em 100.000 một áo, 200.000 một bộ, chất vải là lụa ngọc trai nha các chị. Các chị cứ mua trơn đi các chị, xong các chị về các chị thiết kế lại cho em. Hoặc là các chị cứ may trơn đi, xong các chị đeo phụ kiện cho em. Để đợt này em có dịp về Sài Gòn, em hứa với các chị mấy lần rồi đó. Đợt này mà em có dịp về, đang sẽ mua phụ kiện để em tặng các chị. Quỳnh Phạm cam đất, Nga Đoàn cam đất, Thúy Hà cam đất, Hương Vũ cam đất. Các chị ơi, anh Dương Nguyên cam đất 3 áo, Thiên An cam đất, Hoa Trần cam đất, Vương Trần cam đất. Quyên Đoàn cam đất 2 áo, Lê Duy Anh cam đất, Đan Lê cam đất, Hồng Phú cam đất, Đoàn Thị Hằng cam đất, Đỗ Mai Mai cam đất, Bích Phan 2 cam đất, Hồng Xuyên Võ cam đất, Nguyệt Hồ cam đất, Trần Hà 2 cam đất, Tuyền Ken 2 cam đất. Tâm Phan cam đất,
Dương Vũ cam đất, Thiền Nguyễn Thi cam đất, Nguyễn Thị Khánh. Các chị ơi, chị nào lấy chị, các chị chốt Nguyễn Thị, cho em nha. Nguyễn Thị Khánh, Hà Xanh Ngọc hai áo. Cam đất cho em giá 100, chị nào lấy thì các chị chốt cam đất. Nguyễn cho Thị em. Kim Dung cam đất, Nguyễn Phổ Liên cam đất, Thi Nguyễn cam, Thi Nguyễn cam đất, Nguyễn Thị Thương cam đất. Giá cho em là 100 nha, chị nào lấy thì các chị chốt cam đất cho em. Hôm qua ai chưa mua được vải này của nhà em thì nhớ lấy liền nha. Trinh Thu cam đất. Đơn hôm qua bên em đang chốt chưa chút, chưa có chút tới nha chị Phương Hoàng. Mới về đấy các chị, màu mới luôn. Chị Trên Đi Phụng chưa có nha. Giá 110 ngàn một áo, chị nào lấy thì các chị chốt Vân Phát vàng đồng cho em. Trời ơi sang lắm chị mình ơi. Thùy Hương cam đất. Sang lắm lắm luôn đấy chị mình ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em nha các chị nha. Vân Pháp vàng đồng cho em giá 110 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt Vân Pháp vàng đồng cho em. Tất cả trừ ngày hôm qua các chị mua thôi, còn toàn bộ khắc bít của nhà em luôn, hay là khắc mối luôn, cũng chưa có màu này. Màu này là màu mới. Nhung Mai cam đất hai áo. Anna Hương cam đất. Loan Nguyễn vàng đồng. Mai Thu vàng đồng. Trinh Thu vàng đồng, Trâm Nguyễn vàng đồng, Nguyễn Hương vàng đồng, Nguyệt Hồ vàng đồng, Mi Quách vàng đồng, Trang Phạm vàng đồng, Loan Phạm vàng đồng. Nguyễn Minh Trang vàng đồng, Lê Di Anh vàng đồng, Hảo Hoa vàng đồng, Thanh Nguyên vàng đồng, Hà Hoàng Năm vàng đồng, Trần Hà hai vàng đồng, Khuyên Đoàn hai vàng đồng, Hoàng Dung vàng đồng, Đỗ Thúy vàng đồng, Kim Hoa vàng đồng, Lan Nguyên vàng đồng, Thảo Hoa vàng đồng, Julie Nguyễn vàng đồng. Vàng đồng cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt vàng chi đồng cho 6 em cam đất. Các chị nhé. Bùi Hóa vàng đồng 3 áo, Nguyễn Thị Kim Dung vàng đồng. Vàng đồng là chắc phải lụa Mai Duyên vàng đồng, Anh Tuyết Trần vàng đồng, Thúy Cương vàng đồng, Hương Nguyễn vàng đồng, Maria Nguyễn vàng đồng, Hoang Ô vàng đồng. Em vẫn nói với các chị thiết kế mà Mai Kiều vàng đồng, Huệ Lê vàng đồng. Cái chỗ này là cái eo của các chị đứng xa. Nhung Mai hai vàng đồng. Em đứng xa. Cái eo của em nó nhỏ xíu luôn, là bị chạy cái sai băng nữa đó. Nó có làm cho cái đường này. Trời ơi, màu này á là màu đi làm hàng khác hàng, còn đúng bằng này thôi. Đúng lấy mà còn không? Cái gì? Hỏi vàng đồng đến có đủ không? Vàng đồng chốt đi, ở trên nhà nó đã tắt hết đâu mà. Màu này là màu da này các chị. Da này là em còn 2, 4, đúng 5 áo thôi. Cái này thì chính xác 100% là chưa có hàng lại. Hoa bằng 5 vàng đồng. Da nha, da em có 5. 110 ngàn một áo chắc phải đổ văn pháp các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt da cho em. Sương Nguyễn da, Tina Bùi da, Mai Trần da 2 áo, Tô Thị Kim Nhàn da, Anh Dương Nguyên da, Trần Hà da 2 áo. 5 áo hả? Giá cho em 110 ngàn một áo, chị nào lấy thì các chị chốt trắng cho em nha các chị nha. Trần Hà trắng 2 áo. Các chị có nhớ hôm qua lụa sapphire màu này nhà em chốt đơn cho các chị chưa ngày hôm qua không? 0222 cho em giá 100 ngàn một áo chất vải lụa sapphire các chị ơi.
giá 100, chị nào lấy thì các chị chốt 022 cho em các chị ơi. Giá cho em 100.000 một áo các chị. Sương Nguyễn 022, Nguyệt Hồ 022, Thùy Lê 022, Mai Thu 022, Thu Thanh 022, Nội Hoàng 022, Hoa Hoàng 022, Quán Bình Minh 2 áo 022, Trần Mỹ Hạnh 022, Sang Huỳnh 022, Lê Di An 022, Anh Dương Nguyên 022 3 áo, Vũ Thảo 022 2 áo, Đoàn Thị Hằng 022, Lê Phương Lan 022, Bùi Hải 022, Chi Nguyên 022, Phạm Kim Phụng 022, Bích Ly 022, Mai Hồ 022, Anna Hương 022. 022 cho em giá 100 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 022 cho em các chị ơi. Đưa cái màu tròn treo. Anna Hương 022. Chốt đơn luôn cho em luôn. Giá cho em 100.000 một áo luôn nha các chị ơi. Các chị ơi, hàng thiết kế hôm nay có rất là ít. Bây giờ chỉ bán cho các chị là ánh kim thôi. Thì còn hàng thôi các chị. Còn những hàng khác thật sự luôn là hết. Trần Hà 2 áo 022. 745 cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt 745 cho em. Và áo mẫu mặc bên em không chốt đơn nha các chị ơi. 745 cho em giá 100, chị nào lấy thì các chị chốt 745 cho em nha các chị nha. Giá cho em là 100.000 một áo, 200.000 một bộ các chị ơi. Quá trời quá. Quỳnh Phạm 745. Nhà đất Dầu Lộc 745. Chi Nguyên 745, Xuân Nguyễn 745, Phong Bá 745. Tạ Thúy 2 áo 745, Đoàn Thị Hằng 745, Dương Vũ 745, Tú Quyên 745, Hồng Trần 745. Nguyễn Vân 745, Ánh Dương Nguyên 745 3 áo, Loan Phạm 745, Mai Thu 745 2 áo, Thùy Hương 745, Trần Hà 2 áo 745, Lan Hoàng 745, Thanh Vũ 745 2 áo, Tô Lê 745, Thủy Thủy 745, Thanh Vũ 2 áo 745. 745 cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 745 cho em nha các chị nha. Giá cho em là 100.000 các chị ơi. Giá cho em là 100 một áo, màu này ở ngoài chính xác của nó là một tím lục bình đấy các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt 745 cho em. Hương Linh 745, Nguyễn Kim Yến 745. Em còn cái vân phép thiết kế này nè, cái mẫu này nè, là cái mẫu em nói thẳng lên với các chị luôn là nó ấy nhất. Em mời lần này là lần thứ 3. Người ta gọi là quá tam mà nó ba bận đấy các chị. Bây giờ em mời các chị thêm đúng một lần nữa. Và các chị không lấy thì em mang đi mai em ạ. Có như thế thôi. Chứ bây giờ không biết làm cách gì được cho các chị mua được cái mẫu đẹp như vậy luôn. Tuấn Trần 745, Chi Trần 745, Bích Quyên 745, Nguyễn Thị Thanh Huyền 745. 150.000 một áo các chị ơi. 635 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 635 cho em nha các chị nha. Giá là 150.000 một áo, chứ phải là lụa Vân Pháp nha các chị. Không biết vì sao. Đúng chính xác gọi là mẫu này là lần này mời các chị, lần này là lần đúng lần thứ 3 đấy các chị. Hoa Ngô 635, Nguyên Ngô 745 2 áo, Trần Hà 635, Bùi Hóa 635, Chi Nguyễn 635 xếp còn 1, Thu Thanh 635 nữa em hết 635. Cái mẫu này nữa này, các chị nhớ không? Hôm qua em có nói các chị, ủa các chị ơi, cái màu này các chị nhìn các chị tưởng nó là màu đen nhưng không, nó là màu hồng tím rất đẹp, tại sao lại bị ế? Chốt đơn cho em không ngồi luôn, giá 150.000 một áo các chị ơi. 01 cho em giá 150, chị nào lấy thì các chị chốt 01 cho em nha các chị nha. Không thể hiểu được vì sao thôi ấy. Hôm
01 có 5. Trần Hà 01, Julie Trương 01 set. Còn 3. Anh Dương Nguyên 01. Còn 2. Trần My Hạnh 01. Còn 1. Quyền Nguyễn 01. Đây nữa, còn một mẫu này nữa. Phong Thu vải áo mẫu mặc. Mẫu này. Mẫu này các chị biết không? Đợt trước em mặc ấy, em bán tấn ra sơ sơ thôi nha. Nhưng mà đợt đó, hồi đó là em không mặc đợt này. Mà em mặc nó là màu rêu. Em mặc sơ sơ em bán có 300 áo. Riêng mẫu này này các chị. Chị Phong Thu ơi, vải áo mẫu mặc bên em hết, không có chốt đơn vải áo mẫu mặc nha chị ơi. Chị thông cảm giúp em ạ. 860 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 860 cho em các chị ơi. Giá cho em có 150.000 một áo thôi các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt 860 cho em. Huyền Nguyễn 860, Trần Hà 860, Thái Kim Thu 860, Nguyễn Thị Phương 860, Mai Hồ 860. Còn 2. Còn 2 áo, chị nào lấy thì các chị chốt 860 cho em các chị ơi. Mẫu này mà đúng không lấy là đúng gọi là không biết mặc cái gì luôn các chị. Các chị biết vải gì không? Lụa Thái Tôn ấm kim đấy. Các chị ơi, 250.000 một áo nha các chị nha. Ba con số 8. Có cái mẫu màu tím đó, nằm ở trong cái cửa đây và cái mẫu màu tím từ trước chị mặc á, đưa ra đây bén nào. Ba con số 8 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt ba số 8 cho em, 250.000 một áo nha các chị ơi. Chất vải là lụa Thái Tôn ấm kim nha các chị nha. Ôi nó sen. Anna Nhung 3 số 8. Quá trời quá đất. Hoàn Thiên Sa 860. Còn 1 250.000 một áo. Hàng Vân 3 số. Hàng Vân 3 số 8 set. Các chị ơi, 250.000 một áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 3 số 8 cho em. Mẫu mới đi các chị. Sang lắm. Phong Bá 3 số 8, Bích Ngọc 3 số 8. Sang lắm luôn. 3 số 8 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 3 số 8 cho em các chị ơi. 250 một áo. Lan Hoàng 3 số 8, Tạ Thúy 3 số 8, Trần Hà 3 số 8. Nguyễn Thị Phương 3 số 8. 250.000 một áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 3 số 8 cho em. Ở ngoài phố cho các chị quần màu xanh cổ vịt lụa sapphire này. Trời ơi sang cực kỳ. Còn 2 áo, chị nào lấy thì các chị chốt 3 số 8 cho em. Tigon đỏ 3 số 8 2 áo. Đây. Những cái mẫu này các chị mặc không sang đúng không, mấy tiền luôn á. Các chị lựa 3 số 8 em hết nha các chị ơi. Các chị lựa những cái thiết kế mà nó có những cái điểm nhấn như vậy cho em nào. Các chị mặc lên người của các chị sẽ rất là gọn người và đẹp luôn. 250.000 một áo các chị ơi. 025 chị nào lấy thì các chị chốt 025 cho em. Hoa này là chuẩn 100% là hoa quần. 025 cho em, giá 250 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 025 cho em các chị ơi. Tàng lắm các chị. Julie Trương 025 set, Huyền Nguyễn 025 set. Đan Lê 025. Ánh Dương Nguyên 025. Không 25 là giá 250, chị nào lấy thì các chị chốt 025 cho em các chị ơi. Chất vải là lụa Thái Tôn ấm kim nha các chị nha. 250.000 một áo, 350.000 một bộ. Khúc Thanh Trà 025 set. 250.000 một áo, 350.000 một bộ các chị ơi. Đây các chị thích màu đỏ. Mẫu này là một trong những mẫu mà nhà em bán rất hàng nhất.
đám cưới cũng được, lễ hội cũng được, Tết cũng được, các chị mặc kiểu gì cũng đẹp hết á. 250.000 một áo các chị ơi. 898, chị nào lấy thì các chị chốt 898 cho em ha các chị ha. Lê Lê 898, Trần Hà 898, Minh Đăng 898, Chiến Hiệp 898, Ánh Dương Nguyên 898, Thiền Ngô 898. 898 cho em giá 250.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 898 cho em các chị ơi. Ngọc Dung Phan 898. Nguyễn Thơm 898. 250 một áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 898 cho em các chị ơi. 250.000 một áo, 350.000 một bộ. Vải áo tú mặc không có bán các chị ơi. Vải áo tú mặc không có bán. Còn 3. San San 898. Còn 2. Gửi 438. Cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 438 cho em các chị ơi. Giá cho em là 250.000 một áo nha các chị nha. 350.000 một bộ. Nguyễn Thơm 898. Nội Hoàng 898. 438, chị nào lấy thì các chị chốt 438 cho em, giá cho em là 250.000 một áo các chị ơi. Vải đằng sau em là hai chất, một là ngọc trai, hai là sapphire chị ơi. Đấy, cứ như thiết kế như vậy là bảo đảm auto là các chị mặc lên rất là sang luôn. Hoa văn đẹp, cực kỳ đẹp luôn á. Trần Hà 438. Julie Trương 438 xếp. Vậy là mẫu mới không? Mới hoàn toàn luôn. Teresa Mai Thi Diệp 438. Loan Phạm 438. Thanh Bùi 438. 250.000 một áo các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 438 cho em các chị. Sang lắm. Mặc với quần màu cam này. Loan Đạm 438 xếp. Lê Nguyên 438. Còn 3. Cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 438 cho em, giá cho em là 250.000 một áo các chị ơi. 350.000 một bộ. Thủy Khúc 438 xét. Màu này chị lấy thì chị đóng cho em là ngọc trai Sankoba. Các chị ơi, ngọc trai Sankoba cho em giá 100. Chị nào lấy thì các chị chốt ngọc trai Sankoba cho em. Lại lịch sử lặp lại một trăm ba này nữa. Anh Ngữ 438 xét. Ủa sao chị nói là lấy cho chị cái mẫu màu tím hôm vừa rồi chị mặc, nó nằm ở ngay cái chỗ lỗ 4D bước ra ngoài trường cái treo biết một dàn đó treo sẵn chị một ba ở đây thôi mà sao hôm đứa nào lấy vậy? Nguyễn Trúc Quỳnh 438 xét. Đợt trước chị mặc còn chỗ đấy chị đếm sơ sơ còn mười mấy 20 áo nữa. Trinh Nguyên ngọc trai xanh cô ban 2 áo. Thanh Xuân ngọc trai xanh cô ban. Trần Hà ngọc trai xanh cô ban. Diễm Phúc ngọc trai xanh cô ban. Trần Mỹ Hạnh ngọc trai xanh cô ban. Linh Linh ngọc trai xanh cô ban. Vân Hoa Nguyễn ngọc trai xanh cô ban 2 áo. Nguyệt Hồ ngọc trai xanh cô ban. Đào Uyên Thảo ngọc trai xanh cô ban. Khánh Vũ Kim ngọc trai xanh cô ban. Hà Trắng ngọc trai xanh cô ban. Tuyền Ken 2 áo ngọc trai xanh cô ban. Ngọc Thủy ngọc trai xanh cô ban. Hòa Nguyễn ngọc trai xanh cô. Hòa Nguyễn bỏ. Pha Lê ngọc trai xanh cô ban. Thúy Liễu ngọc trai xanh cô ban. Ngọc trai xanh cô ban là tướng em hả? Chị Trần Hà em có chốt cho chị rồi á chị. Em không có
hiểu chị ơi. Các chị ơi, vải trơn thì các chị muốn may ngang may dọc là tùy mình, mà còn chị có thiết kế thì các chị phải may theo hoa thôi. Còn vải trơn thì các chị muốn may ngang may dọc là tùy mình chứ, liên quan gì đâu các Lê chị. Lê Phượng ngọc trai xanh cô ban, Nguyễn My ngọc trai xanh cô ban hai áo. Tổng là bao nhiêu áo nữa? Trên Hà Ngọc Trai xanh cô ban thêm một áo nữa. Phạm U Nhi Ngọc Trai xanh cô ban. Ngọc trai xăm cô ban cho em giá 100 thôi nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt ngọc trai xăm cô ban cho em. Đây là mẫu này được trước em mặc này các chị. Mẫu này là em lấy từ mẫu của Thái Tuấn showroom. Bộ sưu tập thứ nghe 3.750.000 một áo á các chị. Em về em làm em bán cho các chị đó. Tính ra em cũng làm trên chất liệu lụa Thái Tuấn ấn kim luôn. Mà em tính các chị giá có 250.000 một áo thôi. Nguyên công vẽ lại là hơi bị nhiều tiền đấy các chị, cho nên em phải bán số lượng rất là lớn mới có thể trả đủ tiền thiết kế lại cho các chị ơi. 403 cho em giá 250 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 403 cho em. Mấy chế ơi, đúng không đẹp không lấy tiền luôn á. Có mặc một lần rồi nhớ chưa. Sống Quý Hương ngọc trai xanh cô ban hai áo. 403 cho em giá 250 các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 403 cho em nha các chị nha. 250.000 một áo chắc phải là lụa Thái Tuấn ấn kim nha các chị. Xem lắm. Dung Kim Nguyên 403. Hoàng Kim Phạm Thị 403. Juni Trương 403 Z. Anh Dương Nguyên 403. Lê Xuân 403. Phúc Phan 403. 403 cho em giá 250. Lan Vân Ngọc Trai xanh cô ban. Hoa Trần Ngọc Trai xanh cô ban. Nguyễn Khởi 403 set. Tạ Thúy 403. 250.000 một áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 403 cho em các chị ơi. Huệ Huệ 403. Thiên Ngọc Hân Cao 403. Áo này vẫn còn giữ mà có khi tối nay lại mặc lại nữa các chị. Có khi tối nay lại mặc lại nữa đó các chị ơi. Để bão đơn cho các chị nữa thêm một lần nữa luôn đó. Chị nào lấy thì các chị chốt 403 cho em các chị ơi. 250.000 một áo nha các chị nha. Đúng là gọi là mặc một áo là đúng đáng tiền một áo luôn đấy các chị. 250 một áo, 350 một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt 403 cho em. Mẫu này của nhà em ở ngoài các chị nhìn trên like các chị tưởng là màu đỏ nhưng mà không, nó là chuẩn ở ngoài luôn, màu hồng cánh sen. 665 giá 250, chị nào lấy thì các chị chốt 665 cho em. Mai Văn này mặc rất là đẹp luôn, ướm cho các chị xem. Rất là hay luôn đó. 665 cho em giá 250 các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 665 cho em nha các chị nha. 250.000 một áo, 350.000 một áo. Duyên Nguyễn 403 set. Đinh Hiền 665. Trần Hà 665. Hoàng Thiên Sa 403. Hoa Hoàng 665.
Katarina Nguyễn 665, Xin Lê 665. Cho em giá 250, chị nào lấy thì các chị chốt 665 cho em các chị ơi. Chị ơi màu đen nó thật hay sao? Chị nào lấy thì các chị chốt 665 cho em. Giá cho em là 250 ngàn một áo các chị ơi, 350 ngàn một bộ nha các chị nha. Đúng nói mà bạn mà không đẹp đâu, không có nhiều người bán thì các chị ngày em giỏi lắm, em cho các bạn soạn đây cho các chị người bỏ làm ngày bán các chị thôi. Có nhiều là các chị. Lên thật người ta nói là nó nhỏ xíu xìu xìu luôn á. 250 ngàn một áo các chị ơi, 350 ngàn một bộ nha các chị nha. 447, chị nào lấy thì các chị chốt 447 cho em. Niki Trương 447. Quá đẹp. Teresa Mai Thi Diệp 447. Gọi là quá đẹp luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 447 cho em các chị ơi. Giá cho em là 250 ngàn một áo nha các chị nha. Trần Mỹ Hạnh 447 set. Em bán vải các chị ơi, không có bán áo dài may sẵn nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 447 cho em. Nguyễn Thị Kim Dung 447 tú các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 447 cho em. 250 ngàn một áo. Kim Liên Võ 665, Anh Nguyên 665, Cương Nguyễn 447, Thiền Ngô 447, Phương Hà 447 xếp. 447 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 447 cho em các chị ơi. Giá cho em là 250 nha các chị nha. 250 một vải áo, 350 một vải bộ. Các chị chốt 447 cho em. Kim Thủy 447, Hương Lê 447. Ơi, một trong những mẫu mà làm khuynh đảo thị trường thời trang về lại, nhưng mà em có thêm một xanh lá cho các chị nữa. Nguyễn Thị Lan 447, 100.000 một áo nha các chị ơi, 07 cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt 07 cho em. Chắc phải là lụa mango nha các chị. Trời ơi, em lướt thật, phải nói là em thấy nha, rất là nhiều kiểu may của cái chất vải này, từ đến này áo sơ mi này, quần này, nốt này, đầm này, áo kiểu này, áo dài này, một trong những mẫu mà làm khuynh đảo luôn. Chốt đơn cho em 100.000 một áo 07 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 07 cho em nhé. Nội Hoàng 07, Trần Hà 07, Nguyễn Thơm 07, Bùi Kim Chi 07, Loan Văn 07, Nguyễn Ngân 07, Chi Nguyên 07, Mimi 07, Phong Thịnh 07, Thu Trần 07, Hải Chiên 07, Quỳnh Phạm 07, Oanh Kim 07, Vân Long Nguyễn 07, Mai Trần 07, Tuệ Tâm 07, Mai Phương 07, Giáp Phạm 07, Ánh Dương Nguyên 07, Trần Hồng 07, Trần Thanh Tâm 07, Mai Phương 07, Bùi Thị Ngọc Lan 07, Kim Lan Cát 07, Nguyễn Đức Liên 07, Mai Kiều 07, Niệm Lý 07, các em cũng phải đu che em mày cả. Nguyễn Thiên 07, Anh Thu 07, em cũng phải đu che cho em mày cả các chị ơi. Giá còn 100.000 áo à các chị, chị nào lấy thì các chị chốt 07 cho em nha các chị nha. Có 100 thôi các chị. Mi Lê 07, Thảm Bích Liên 07, Anh Thu 07 xét, Tâm Đàn 07, Ngọc Dầu 07, Thu Phương 07. 07 cho em, giá 100, chị nào lấy thì các chị chốt 07 cho em các chị ơi. Trương Thị Kim Dung 07, Anh Nguyên 07, Kim Ánh 07,
cho em giá 100 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 07 cho em. Đại nhị. Bỏ đưa cái đại nhị này. Đố Phước Thị 07, đố Mon 07. Em có màu xanh nữa đấy. Nếu các chị nào muốn mặc áo dài các chị lấy xanh. Xanh các chị lấy set luôn cho em nếu chị nào. Tâm Dung 07. Có mà lụa ban vô màu trắng kem rồi thì các chị may quần các chị mặc cho em. Cho em 792 giá 100 nha. Nguyễn Minh Trang 07. Đây. Màu này phải nói là màu này và màu đen trắng là năm nay đang hot nhất. Mới áo nữa. 792 cho em giá 100 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 792 cho em nha các chị nha. Lấy cái thổ cẩm cái dưới của bộ hai con. Quỳnh Phạm 792, Trần Hồng 792, Vân Lâm Nguyễn 792, Châu Hồng 792. Trương Nhi 072 áo. Anh Dương Nguyên 792 2 áo. Trinh Nguyên 792, Thi Đăng 792, Thu Lê 792, Sandy Trần 792, Ngọc Lan 792, Mai Trần 792, Nguyễn Thị Phương Thảo 792, Nguyễn Thị Loan 07 và 792, Anh Tuyết Trần 792, Kim Loan Phạm 792, Đỗ Phước Thịnh 792, Vân Hoa Nguyễn 792, Hiền Nguyễn Thi 792, Đỗ Phước Thịnh đi một cái, Nguyễn Tân Thủy 792, Tâm Đoàn 792, Nguyễn Thị Kim Dung 792, Chi Nguyên 07. Bảy chín hai cho em giá 100.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 792 cho em các chị ơi. Nguyễn Hoa 792, Mai Phan 792, Tuệ Tâm 792, Trương Kim Phụ 792. Giá cho em là 100 nha các chị nha, chị nào lấy thì các chị chốt 792 cho em. Uyển Dung 792. Chị ơi, em lựa cho chị đúng một mẫu này. Chị nào mà là tín đồ mà biết gọi là lâu lâu Tú ơi em lựa cho chị một cái gì đặc sắc để chị mặc. Ok, chốt cho 250.000 một áo các chị ơi. 250.000 một áo nha. Các chị biết là thường là thổ cẩm em, đợt này em làm cho các chị, em có nói với các chị đấy, làm thổ cẩm cho các chị là một cái gì phải nó rất là ấn tượng em mới làm nha. Còn thổ cẩm bình thường là em không có làm đâu. Lấy liền Men Đăng 792, Hồng Trên 792, 075 là giá 250.000 một áo, chất vải là lụa thái côn ấm chim. Chị nào lấy thì các chị chốt 075 cho em. Lấy liền nha chị. Nhìn là đủ hiểu là nó đẹp như thế nào luôn rồi. Được không các chị ơi? Quá trời quá đất luôn. Vải áo Tú mặc hết rồi các chị ơi. Cho em chị nào lấy thì các chị chốt 075 cho em, giá cho em là 250.000 một áo các chị ơi, chắc phải là lụa Thái Tuấn nha. Thái Tuấn ấm kim cực kỳ xịn sò và đẹp. Thu Phương 075. 792 mấy áo nữa? 732 ạ. À? 075 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 075 cho em. Nguyễn Thị Lan 075. 250.000 một áo nha các chị nha. Trời ơi sang lắm. Anh Dương Nguyên 075. Cho em giá 250, chị nào lấy thì các chị chốt 075 cho em các chị. Hoàng Nguyễn Mai Vi 075. Giá cho em là 200. Minh Lê 075. Quá trời đẹp. Gọi là cực kỳ sang.
trưng của Thái Cao Đán Kim sẽ không giống chất vải hè 150.000 đâu các chị. 6-7 năm thì nào lấy thì các chị chốt 6-7 năm cho em. Bỏ nó ra luôn, bỏ luôn để cái này ra luôn, bỏ cái này luôn. Diêm Phúc 6-7 năm, 2-50 một áo các chị ơi. Thì nào lấy thì các chị chốt 6-7 năm cho em. 0-7 năm là anh Tốn Thái Kim đi chị ơi. Thái Tốn 6-7 năm cho em nhé, 2-50 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 6-7 năm cho em. Đẹp quá. Giá cho em là 250.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 6-7 năm cho em nha các chị nha. Chất vải là lụa Thái Tốn Ánh Kim các chị. Màu tối. Huyền Dung 075. Màu tối. Là hoa văn rất là lạ, rất là sang, không có đụng hàng các chị ơi. Rất đơn nha các chị. Rất đơn. Hồng Loan 675. Chị ơi, mới về đấy. Xinh xỉu luôn. Lenin 120.000 một áo các chị ơi. Lenin nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 420 cho em. Giá cho em là 120.000 một áo cho các chị. Mới về đấy. Đẹp lắm, vải co giãn đã vô cùng. Mặc rất là lạ và sang luôn. Màu tím, ui xinh cực kỳ. Somori 420. Áo dài, giáp vàng 420. Bộ 42 cái gì cũng được hết các chị ơi. 420 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 420 cho em các chị ơi. Giá cho em là 120.000 một áo nha các chị. Hương Lê 420, Khúc Thanh Trà 420. Quá đẹp. Thanh Đỗ 420, Hoa Hoàng 420, Chi Phạm 420, Mi San Hô 420, Tuyết Nguyên 420, Mi Phượng 420, Mai Ân 420, Mai Bình 420, Nội Hoàng 420, Ánh Nguyễn 420, Trần Thanh Tâm 420. Đây. Nặng mình rất là đẹp luôn. 420 cho em, giá là 120.000 một áo. Chị nào lấy thì hoa hồng lửa 420. Lô đợt trước em bán cho các chị ấy, coi như là chị còn không mấy màu nữa thôi. Bây giờ qua tới lô chấm minh này này các chị, ở dưới chợ đó là cũng là bão đơn luôn. Các chị ơi, 420 là màu tím nha các chị nhé. Chị nào lấy thì các chị chốt 420 cho em. Lê Phương Lan 420 set, Trần Hà 420 set, Thủy Thủy 420. Trời ơi, mời các chị những cái gì mới cho nó khó à. Đến khi mà lên rồi nó không có còn đâu các chị. Thi Đăng 420. Anh Thu Bùi 420. Trời ơi, mình về mua hàng phải có nhiều những sự lựa chọn, mẫu này mẫu kia mẫu nọ để cho các chị thay đổi thời trang. Cái thời trang nó quay vòng vòng hàng ngày hàng giờ luôn các chị ơi. 120.000 một áo, chị nào lấy thì chị chốt 420. Hương Lê 420. Trời quá đất đẹp. Màu này, màu mấy màu này là không có đụng với lại mấy màu mà hoa đâu các chị ơi. Này, xem chưa. Quá trời quá đất đẹp luôn. Giá cho em là 120.000 một áo, chất vải là lụa lên mìn nha các chị nha. Minh Phượng 420. Thao Nguyễn 420. 041 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 041 cho em các chị ơi. Giá cho em là 120.000 một áo các chị. Bi này của nó ở ngoài là bi màu xám đó chị, không phải màu trắng đâu, chị thương lắm. Anna Nhung 041. Trang Huynh 041.
Trần Hà 041 set. Thanh Hải Nguyễn 041. Tuyết Nguyên 041. Diệu Trang 041. Chi Phạm 041 set. Thị Thi Thị Uyên 041. Ninh Chi 041. Thi Đăng 041. Nguyễn Hoa 041 set. Thúy Oanh 041 set. Đây em cho các chị xem này. Dễ thương chưa? Quá trời quá đất chị thương luôn. 041 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 041 cho em các chị. Hoa Thi 420. Giá cho em là 120.000 một áo nha các chị nha. Thúy Liễu 041, Trần Thanh Tâm 041, Lê Phương Nam 041 set. Trần Hoàng Gia Bảo 041, Phương Nguyên 041. Không 41 cho em giá 120.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 041 cho em các chị. Mi San Hô 041. Áo dài, áo đầm, áo kiểu đặc biệt thế này, nếu chị nào may các chị pha cho em hai cặp tay đen của lộ mango, các chị mặc cho em thêm quần nào hoặc quần đen không đẹp đúng không lấy tiền luôn. Chốt đơn cho em 100.000 một áo các chị ơi. 229 các chị ơi, 229 cho em giá 100. Chị nào lấy thì các chị chốt 229 cho em nha các chị nha. Lâu lắm luôn rồi đó, giờ bắt đầu vào mùa mà, là những hàng này nó về phải nó là ồ ạt luôn á. Chi 041 không, giá 100 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 229 cho em. 100.000 một áo, 200.000. Lê Dung 229. Tâm Vũ 229. Quỳnh Phạm 229. Ninh Anna 229. Maria Hồng Nguyên, Maria Hồng Nhung 229. Hồng Trinh 041. Món này phải nói là quá ấn tượng luôn đó. Cái Thanh Lan 229. 229 cho em giá 100. Chị nào lấy thì các chị chốt 229 cho em các chị ơi. 100.000 một áo, 200.000 một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt 229 cho em nha các chị nha. Quá trời quá đất đẹp luôn đó. Chốt đơn cho em là 100. Chị nào lấy thì các chị chốt 229 cho em. Em có tơ tằm này cho các chị, đó là hoa mẫu đơn. Hoa mẫu đơn hồng cánh sen, hoa mẫu đơn xanh đọt chuối và hoa mẫu đơn trắng. Giá em hỗ trợ cho các chị 100.000 một áo. Em kèm free ship cho mình luôn. Trần Tú 229, Mai Trần 229. Một trong những mẫu mà không hề thua kém nha các chị. Không hề thua kém lụa xuyến chi. Đặc biệt là đơn vị chị nào mặc đồng phục thì vui lòng chốt ngay và liền. Có 3 màu. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em nha. Mẫu đơn hồng cánh sen, mẫu đơn xanh đọt chuối và mẫu đơn trắng. Giá 100.000 một áo. Phải xuyến chi nha chị ơi. Không phải xuyến chi đâu chị. Cái này là kim pha lê mẫu đơn hồng cánh sen. Kim kim mẫu đơn hồng cánh sen xanh đọt chuối và trắng.
đẹp hơn nhiều. Châu Diễm mẫu đơn xanh đỏ chuối. Vé cho em 100 các chị ơi. Mai Thuần mẫu đơn trắng. Nguyễn Thị Lan mẫu đơn trắng. Giáp Phạm mẫu đơn xanh đọt chuối. Hồng Trần mẫu đơn hồng cánh sen. Nhà Mai Thanh mẫu đơn hồng cánh sen. Trần Thanh Tâm mẫu đơn đọt chuối. Thuyên Liễu mẫu đơn trắng. Lâm Hoài Phương mẫu đơn trắng. Kim Pha Lê mẫu đơn trắng. Mẫu đơn mặc sang hơn nhiều. Minh Lê mẫu đơn hồng cánh sen. Biểu tượng cho sự may mắn mà các chị. Hai mẫu đơn là các chị mặc rất là ý nghĩa nha. Nếu mà đọc đúng ý nghĩa của hai mẫu đơn ra là rất là ý nghĩa luôn đó. Thu cho mẫu đơn hồng cánh sen. Nhà Mai Thanh mẫu đơn xanh đỏ chuối. Giá cho em là 100.000 một áo các chị ơi. Nguyễn Thơm mẫu đơn hồng cánh sen. Chi Phạm mẫu đơn hồng cánh sen và xanh đỏ chuối. Giá cho em là 100.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em. Thoa Nguyễn hồng cánh sen 2 áo. Nguyễn Thúy hồng cánh sen. Trần Tú hồng cánh sen. Giá cho em 100.000 một áo các chị ơi. Thì nào lấy thì các chị chốt mẫu đơn hồng cánh sen cho em và mẫu đơn xanh đỏ chuối luôn. Vân Hoa Nguyễn mẫu đơn trắng. Quỳnh Phạm mẫu đơn xanh đỏ chuối. 100.000 một áo nha các chị nha. 100.000 một áo cho em. Daisy Cúc mẫu đơn trắng 2 áo. Màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là ngọc trai vàng mỡ gà. Chốt đơn cho em 100.000 một áo. Ngọc trai vàng mỡ gà cho em giá 100. Chị nào lấy thì các chị chốt ngọc trai vàng. Liên Vũ vàng mỡ gà. Ngọc Mai vàng mỡ gà. Ngọc trai vàng mỡ gà cho em giá 100. Chị nào lấy thì các chị chốt ngọc trai vàng mỡ gà cho em nha các chị nha. 100.000 một áo, 200.000 một bộ. Chắc phải là lụa ngọc trai luôn các chị. Cô Si vàng mỡ gà. Hoàn Thu vàng mỡ gà. Vàng mỡ gà cho em giá 100. Chị nào lấy thì các chị chốt vàng mỡ gà cho em nha các chị nha. Thu Thủy Phạm vàng mỡ gà 2 áo. Hà Phan vàng mỡ gà. Vậy áo mũ mặc bên em không chốt đơn nha chị ạ. Mai Trần vàng mỡ gà. Vàng mỡ gà là giá 100.000 một áo. Chị nào lấy thì chị chốt vàng mỡ gà cho em. Màu này em còn cho các chị 3 áo. Thanh Minh vàng mỡ gà. Cho em là ngọc trai vàng. Ngọc trai vàng giá 100.000 có ba.
Kim Anh vàng mỡ gà. Vương Quốc Nguyên mẫu đơn hồng cánh sen. Bùi Hóa vàng. Nhà may Thanh vàng. Trần Mỹ Hạnh vàng. Màu này đợt trước thì em bán hơi bị gọi là hơi bị cháy hàng. Cái màu này là các chị sang lắm. Giá cho em 100 nha các chị nha. Chất vải là luồng ngọc trai các chị ạ. Chất vải là luồng ngọc trai, chị nào lấy thì các chị chốt 093 cho em. Màu này các chị hỏi em mặc phối với quần gì, em xin thưa với các chị là màu này các chị vui lòng mua cho em hai áo về may nguyên một bộ. May nguyên một bộ cho em, còn nếu các chị muốn phối với cái áo này thì các chị phối thẳng với quần màu đỏ đô các chị mặc mới đẹp được. 093 giá 100, chị nào lấy thì các chị chốt 093 cho em, chất vải là luồng ngọc trai. Cái tông hàng này em đổi cho các chị đậm là đậm hẳn, nhẹp là nhẹp hẳn, tông tay là tay hẳn, không có màu lụa màu lò lò đâu mấy chế. Trần Mỹ Hạnh 093, Hương Vũ hai áo 093, Ruby Hường 093. Phải nói là quá đẹp luôn đó các chị nào lấy thì các chị chốt 093 cho em các chị. Lê Phương Lan 093. Giá cho em còn 100.000 là nếu các chị thích, các chị may quần áo dài các chị mặc cũng đẹp luôn. Ánh Dương Nguyên 093 ba áo. Lệ Hằng 093. Trai mặc tính ra sang lắm luôn. Anna Trịnh 093. Đỗ Thu Tâm hai áo 093. Lê Dung 093. Ruby Hương 2 áo 093, Loan Vân 093Z, Đông Vũ 093 2 áo, Thu Trần 093, Anna Trinh 093 2 áo, Trần Khỏa 093, Chi Phạm 093, Nhân Trần 2 áo 093. Nên Nam Vũ 093 hai áo. Không chín ba cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 093 cho em nha, giá có 100 nha. Chị Anna chị em có chốt cho chị rồi. Nguyễn Hồng Thắm 093. Thúy Liễu 093. Võ Thanh Thủy 093. Phải nói là đẹp lắm. Chốt đơn 100.000 một áo các chị ơi. 468 chị nào lấy thì các chị chốt 468 cho em các chị ơi. Không phải màu đen đâu nha các chị nha. Màu này ở ngoài của nó là màu rêu, mà rêu đen luôn đấy. Còn màu đen là phải đúng cái màu như cái tay áo của em mới là màu đen này. Còn màu này ở ngoài chính xác của nó là màu rêu, mà rêu đen xì luôn đấy. Rất là đẹp. Các chị ơi, màu này các chị có thể phối tất cả các áo luôn. Đặc biệt nữa là các chị phối cho em là màu đỏ đô, màu hồng cắm sen, màu cam, màu gì mặc cũng đẹp hết. Còn nếu chị nào thích mà mặc nguyên một bộ để mình thiết kế lên thì các chị lấy hai áo nha. Rêu đậm cho em, chị nào lấy thì các chị chốt rêu đậm cho em. Giá cho em là 100.000 một áo, 200.000 một bộ các chị ơi. Áo 2m, quần 2m, dài áo cổ 1m6, dài áo là 2m nha. Lê Hằng rêu đậm. Nguyễn Thị San rêu đậm hai áo. Trần Mỹ Hạnh rêu đậm. Chi Phạm rêu đậm. Này mà cố với lại quần màu này. Nguyễn Thủy rêu đậm. Trịnh Hương rêu đậm. Nguyễn Phân rêu đậm. Phượng Hà rêu đậm. Trần Hà rêu đậm hai áo. Nguyễn Huyền rêu đậm, Thu Nguyễn rêu đậm, Kiều Mộng rêu đậm hai áo, Mai Trần rêu đậm hai áo, Đông Vũ rêu đậm,
Thúy Liễu rêu đậm, Minh Lê rêu đậm, rêu đậm cho em giá 100, chị nào lấy thì các chị chốt rêu đậm cho em các chị ơi. Tiếp Trần rêu đậm, Mimi rêu đậm, Nguyễn Huy Dũng rêu đậm. Rêu này các chị phối quần đỏ cũng được nè, đâu liên quan gì đâu các chị, đẹp đẹp. Còn các chị cứ may nguyên bộ đi, các chị lúc nào thích mặc nguyên bộ thì mặc, lúc nào lấy áo đậm phần kia ra mặc là phối ra nó thành ra được nguyên một bộ luôn. Chứ còn mai mốt mà muốn mua lại là không bao giờ màu nó giống nhau được, mặc được nguyên bộ đâu nha, khó lắm hết nha các chị. Thanh Thủy Hàng rêu đậm, Hà Phương rêu đậm. Dung Phan rêu đậm, Hoàng Thu rêu đậm, Hà Thúy rêu đậm hai áo. Màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em. Nội Hoàng rêu đậm. Rêu đậm là chất phải lụa ngọc trai đấy chị, áo dài lên thi ơi. Đấy em nào màu là màu chính xác 100%, đúng chuẩn da. Anh Phạm da bò, da bò cho em, chị nào lấy thì các chị chốt da bò cho em các chị ơi, giá cho em là 100. Mỹ Duyên da bò, da bò cho em giá 100, chị nào lấy thì các chị chốt da bò cho em các chị ơi. Và em có thêm cho các chị một phần lời thăm lại. Màu này là màu xanh lá, là màu bạn Khánh Vân mặc đấy các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt hai áo. Áo dài Ninh Thi rêu đậm hai áo. Xanh lá cho em giá 100, chị nào lấy thì các chị chốt xanh lá cho em các chị ơi. Trần Hà xanh lá hai áo. Cho các chị nhìn cái dàn lộ tím chi mà nó đủ màu, nó treo nhìn phải nói là nó muốn ngây ngất luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh lá cho em nha, giá cho em 100.000 một áo các chị ơi. Uyển Dung xanh lá hai áo, Lan Vũ xanh lá, Trần Mỹ Hải xanh lá hai áo. Con bốn xanh lá. Đây cho các chị xem cái dàn tím chi này. Các chị xanh lá là lộ ngọc trai nha chị. Đấy các chị thích màu nào nha, đặc biệt có cái màu đỏ đô em mới mặc hôm vừa rồi mặc về quá trời ấy. Đấy, chị nhìn cho em lấy đủ màu, lấy màu gì thì lấy nha các chị. Tập xuống cho chị một chút. Đủ màu. Có cái màu đỏ đô hôm vừa rồi em về em mặc mà các chị hỏi tối ngày hôm đấy quá trời luôn. Đây các chị. Mà phải công nhận là bán cái này hoài mà sao các chị nhắn tin các chị nghi hoài luôn. Mà bán đồng phục phải nói là nhiều, vô cùng tận luôn đấy các chị. Em không biết em bán bao nhiêu mét của cái lụa xuyến chi này rồi đấy các chị. Màu tuyền xanh lá 4 áo. Cái xanh lá. Các chị ơi, xuyến chi đỏ đô, xuyến chi xanh đen, xuyến chi xanh lá, xuyến chi hồng, xuyến chi da, xuyến chi xanh ngọc, xuyến chi vàng đồng, xuyến chi đen, xuyến chi trắng, xuyến chi vàng cúc, xuyến chi hồng châu, xuyến chi xăm vỏ đầu, xuyến chi cam đất và xuyến chi hồng cánh sen. Trời ơi, nó nhiều. Tí nữa sẽ quay video nha. Tí sẽ quay video út đấy.
lấy màu gì chốt đơn cho em màu đó nha. Màu đỏ đô này là hôm vừa rồi em mặc, các chị hỏi bất chợt. Giá không thay đổi nhé, 100.000 một áo các chị ơi. Kim pha lê xuyến chi đỏ đô, phong thìn xuyến chi đỏ đô, ni ly xuyến chi đỏ đô. Em mới về lại đây các chị. Xanh lá, hồng da là các chị, da này đẹp lắm. Da này rất là sang luôn. Ruby hương xuyến chi đỏ đô, Phương Vũ xuyến chi đỏ đô, Mai Bình xuyến chi đỏ đô, Kim Anh xuyến chi đỏ đô. Hàng trên đó hả? Hương Ly xuyến chi hàng đỏ đô. Hàng trên là ombre nhưng mà là xuyến chi đỏ đô. Với lại là cái màu tím tím ở ngay chỗ tay em á. Cái đó là tơ tầm 2 da của Thái Tuấn. Giá là 1.2 một áo chị. Ni Ly thêm một xuyến chi đỏ đô. Màu này là màu da, màu này đỏ đô, xanh đen, xanh lá. Hàng này là giá 250.000 một áo. Nguyễn Thuận xuyến chi đỏ đô, Thu Hoàng Trần xuyến chi đỏ đô. Xuyến chi hôm nay em có cho các chị cả vàng đồng và vàng cúc luôn, hai màu luôn. Hồng cánh sen mình có. Màu gì? Hồng cánh sen có. Đây là vàng đồng, còn đây là vàng cúc. Trần Thị Mỹ Hằng xuyến chi hồng cánh sen và đỏ đô. Không thiếu màu gì đâu các chị ơi. Mai Bình xuyến chi xanh đen. Có cả màu hồng dâu nữa. Đợt trước em bán các chị là hồng nút đúng không? Đợt này em có con các chị cả màu hồng dâu. Em sẽ làm một phút của cái video này lên em quay cho các chị. Đây, hồng này là hồng dâu nha. Còn đợt trước em bán cho các chị là màu hồng nút, khác nhau hoàn toàn luôn các chị ơi. Nha khoa tâm đất xuyến chi vàng đồng. Giá là 100.000 một áo đó các chị. Các chị lấy màu nào thì cho Nhung chốt cho các chị. Kim pha lê xuyến chi vàng đồng. Trương Hương xuyến chi hồng dâu. Giá 100.000 một áo nha các chị nha. Anh Thu Bùi xuyến chi hồng cánh sen, Lê Lộc xuyến chi chám 10 áo. Lấy ở trong vườn. Mai Trần xuyến chi hồng dâu. Các chị ơi, các chị lấy Lê Thu xuyến chi hồng dâu. Tạ Thúy xuyến chi vàng đầu và hồng cánh sen. Huy Minh xuyến chi trắng. Xuyến chi trắng 2 áo. Được cho chị Vương, chị Vương Quốc Nguyên ơi. Màu da mà mặc quần màu nâu cũng đẹp lắm các chị. Màu da của xuyến chi mặc với lại quần này. Quần này nè. Quần da màu cũng được này. Trang Phạm xuyến chi hồng dâu. Lan Phạm xuyến xuyến chi da. Màu đồng rêu này. Mặc với da bò. À mặc với lại xin lỗi mặc với hoa. Với lại màu da này sang lắm. Phải công nhận là em rất là mê cái màu này luôn ấy. Chắc em may một cái áo này em mặc quá em. Trời ơi, nó đẹp lắm các chị ơi. Phải nói cái màu ở ngoài nó sang, cực kỳ sang luôn á. Cái màu da này, phải nói là rất là sang luôn á trời.
chi da. Ruby Hương xuyến chi da và hồng dâu. Không, ô tô đen lên đâu chị ơi. Chi Nguyên xuyến chi da, Bùi Hóa xuyến chi da hai áo. Vương Quốc Nguyên xuyến chi da, Oanh Nguyễn xuyến chi da. Da đẹp lắm chị ơi, da ở ngoài sang, cực kỳ sang luôn. Bây giờ hồi trước bảo là còn mập thì còn sợ màu sáng, chứ bây giờ cái màu này em có mặc nữa thì cũng chẳng liên quan gì luôn, thật sự luôn. Không liên quan gì luôn, càng đẹp, mặc càng màu sáng càng trẻ các chị ơi. Mặc càng màu sáng càng trẻ. Yến Chương xuyến chi da, Mai Trần xuyến chi da, Hoa Phúc xuyến chi da. Hoa Phúc là xuyến chi da quần màu bò. Nguyễn Thị Lan xuyến chi da, Thủy Thủy xuyến chi da. Lấy đi các chị. Thi Hằng xuyến chi da, các chị nhìn các chị sẽ mê, thật sự mê lòng người luôn. Đó là em chỉ quay bằng video rất là bình thường ở đây, chứ em không có xài kỹ thuật số gì đâu các chị. Cái màu da khuyến cao các chị ít nhất phải mua một áo mặc ở ngoài rất là sang luôn, sang cực kỳ sang luôn. Còn các chị mà thích những cái dạng quần mà đổi ấy, đổi nhá. Nhà em có một cái màu, em hôm qua em có bán một dạng quần cho các chị mà cái màu của nó mà chưa có bao giờ bán bao giờ ấy. Đợt trước em mặc là màu, em gọi là màu xanh dạ quang đúng không? Đợt này nó nhìn trên line thì các chị tưởng nó là màu dạ quang nhưng mà nó không phải. Nó hơi nhẹ qua giống như là màu vàng mía đậm đấy các chị. Đây là các chị làm cái chỉ phối áo này các chị mặc cũng sang cho em luôn. Mà chất này là chất vải lụa sang biên thì em rất là nổi tiếng luôn. Ngọc Ánh xuyến chi da. Ôi các chị mặc các chị chụp hình cho em coi có sang không? Nhưng mà nếu mà màu này này mà để mà em phối cho các chị đẹp nhất, các chị khuyên các chị nên mặc các thể loại ví dụ nhọn cam hoặc là da bò, hoặc là các chị mặc quần đỏ đô cho em là đẹp nhất. Trần Quốc Đại xuyến chi da, màu này chỉ có hợp với lại màu trắng và màu đen thôi. Naru Bùi xuyến chi da và hồng dâu. Quỳnh Phạm xuyến chi da, Thanh Thủy xuyến chi da, Lê Dung xuyến chi da, Trần Chi xuyến chi da. Em thấy sang và đẹp nhất luôn. Thám Thị cho các chị. Hoặc là da bò nha các chị nha. Tuyết Nga Nguyễn xuyến chi da, Xuân Mai xuyến chi da, Tiên Nguyễn xuyến chi da, Tuyết Nhung Trần xuyến chi da. Chị nào lấy đỏ đô thì chốt đỏ đô cho em. Đỏ đô là chất vải lụa sapphire nha. Giá 100.000 một áo là các chị may được một quần thoải mái luôn. Đây nè. Lớp nhạc tuổi hồng xuyến chi da, Ngọc Lan xuyến chi da. Các chị nhận ở ngoài đi, cái màu da của nó rất là sang, chứ nó không phải cái da mà giống như da vàng vàng đâu, không phải đâu các chị. Hà Phan xuyến chi da, Mai Thanh Hải xuyến chi đỏ đô. Vì sao em gọi cho các chị là màu hồng dâu và vì sao em gọi cho các chị là hồng nút thôi, thì hôm nay cũng gần cũng cuối live rồi, em giải thích cho các chị nha, để các chị mua các chị sẽ thấy được mà mình mua hàng là đúng xác. Còn đọc quần like cho các chị. Rosa Thủy Đoàn xuyến chi da. Đây, các chị thấy Mai Chi xuyến chi đỏ đô. Đợt trước em bán cho các chị ấy, em có nói với các chị màu này nhà em là màu hồng nút. Còn màu này ở ngoài đó là màu hồng dâu, nhưng mà là dâu nhạt. Dâu nhạt và hồng nút, hai màu này là khác nhau hoàn toàn chưa? Đó. Rồi thêm màu này gọi là màu da nữa các chị này, nó không hề giống nhau đâu nha, nó khác hoàn toàn luôn. Các chị thấy ba màu không? Khác hoàn toàn luôn. Đấy, các chị rất thông nhạt thì các chị cứ lựa ba màu này cho em. Thêm cho em một xanh ngọc và màu trắng nữa đấy, các chị muốn đôi bỏ ra các chị lựa. Quỳnh Phạm xuyến chi đỏ đô, Trần Thị Mỹ Hằng xuyến chi da. Trần Mỹ Hạnh xuyến chi đỏ đô, Châu Diễm xuyến chi hồng nút. Hồng nút khác nè, hồng dâu nhẹp khác nè, màu da khác này, còn có một màu da vàng nữa nhưng mà da vàng em không có lấy.
Đấy em để gần cho các chị so sánh ba màu hoàn toàn khác nhau luôn. Chị nào lấy xanh ngọc thì chốt xanh ngọc cho em. Xanh nhà em là có xanh ngọc này, xanh lá này, xanh đen này các chị, và xanh vỏ đậu, bốn màu xanh. Phương thân xuyến chi xanh ngọc hai áo. Tốn sen xuyến chi da và đỏ đô. Thanh Thúy xuyến chi xanh ngọc. Trần Mỹ Hạnh xuyến chi hồng nút. Lê Thi xuyến chi xanh ngọc. Tối nay nữa em bán cho các chị thêm một like nữa. Ít nhất tối nay nhỉ, em phải trên 1.000 đơn nữa. Các chị với chị nha em. Trần Quốc Đại xuyến chi xanh ngọc. Hương Thân xuyến chi hồng nhạt hai áo. Màu này là màu hồng dâu nhạt, còn màu này là màu hồng nút. Đặng Thúy xuyến chi xanh ngọc. Dương Nguyễn xuyến chi da. Đào Quỳnh xuyến chi da. Xanh ngọc, xanh vỏ đậu. Bùi Hóa xuyến chi đỏ đô hai áo. Nili xuyến chi da. Rồi các chị không lấy nữa em nghỉ nha các chị nhé. Hẹn gặp lại các chị 7:30 tối nay nha.